Minh Ngọc xin bến chào quý vị và các bạn khán thính giả thân thương của kênh Audio Truyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống chứa đựng buôn vàn điều tốt đẹp và đáng trân trọng, nhưng nó cũng chứa đựng cả những điều khiến cho con người ta sợ hãi, thậm chí là kinh tởm. Nếu những điều tồi tệ ấy đến từ ngay chính người chồng, người vợ đầu gối tay ấp của mình thì thật là khủng khiếp. Thế mà điều kinh khủng ấy lại đến với Thiên An nhân vật chính của chúng ta trong câu chuyện hôm nay Minh Ngọc diễn đọc. Ngay khi ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, sống trong giàu sang và tưởng như có cả thế giới ở trong tay, cô ấy đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp của người chồng mình. Anh ta trong mắt người đời đúng là mẫu người chồng quốc dân lý tưởng. Nhưng chính người chồng quốc dân ấy lại là kẻ che giấu bao nhiêu tội ác và một tâm hồn bệnh hoạn. Diễn biến của câu chuyện sẽ khiến chúng ta đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác để rồi vỡ hòa trong cảm xúc trong khi trải nghiệm những cảm xúc đó nếu chưa đăng ký kênh chuyện các bạn nhớ ủng hộ kênh mình các bạn nhé hình ảnh quả chuông thông báo phần like và bình luận luôn sẵn sàng đón đợi các bạn để mình luôn gắn kết bên nhau và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Tôi là Thiên An, một diễn viên ca sĩ trẻ đang được đón nhận ở cả trong và ngoài nước, được trời phú cho giọng hát hay và nhan sắc cũng mỹ miều. Không những thế, chồng tôi còn là một chính trị gia đang tranh cử vào một vị trí lớn. Đẹp trai, giàu có mà bất kể cô gái nào nhìn cũng mê. Bởi vậy, tôi mới quyết định theo anh về làm vợ sau 6 tháng hẹn hò chúng tôi là một cặp khiến ai nhìn vào cũng ao ước ngưỡng mộ trai tài gái sắc vẹn toàn trước mặt công chúng và trên mạng xã hội chúng tôi luôn chia sẻ hình ảnh và những lời ngọt ngào vì tôi là người nổi tiếng nên cuộc sống luôn được mọi người theo dõi chú ý khi xuất hiện trước ống kính chúng tôi luôn hoàn hảo nhất có thể vì thế chúng tôi có rất nhiều pan hâm mộ ai cũng khao khát và mong muốn có được một cuộc sống như tôi không ai biết sau tấm màn hạnh phúc đó là cả một khoảng trống không thể nào lấp đầy nhìn vậy thôi chứ thực tế cuộc sống của tôi tẻ nhạt thậm chí là vô vị từ khi kết hôn tôi đã hoạt động ít hơn ít đi diễn và hát để dành thời gian cho gia đình vì thú thật vợ chồng tôi có rất nhiều tiền trước khi kết hôn tôi cũng thường xuyên đi diễn đến kín lịch tiền tôi kiếm được cũng rất nhiều nên bây giờ tôi thấy mình không còn cần phải vùi đầu vào công việc đó nữa giờ đây tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm nhỏ tôi muốn có những đứa con ngoan nhưng chồng tôi thì lại khác anh ấy luôn bận rộn với công việc nhất là đợt này anh đang tranh cử nên đến thời gian quan tâm tôi cũng không có. Nhưng tôi không trách anh, tôi muốn là hậu phương vững chắc, toàn tâm toàn ý ủng hộ anh để anh có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Kết hôn được 5 tháng nhưng chuyện chăn gối của vợ chồng tôi là rất ít. Anh lúc nào cũng bận công việc, đến cả ngày cuối tuần cũng bận đi ăn với đối tác cơ quan anh luôn đặt công việc lên trên hết, quan trọng hơn cả tôi. Không có thời gian dành cho tôi nên thú thật, nhiều khi tôi thấy tủi thân và chạnh lòng lắm. Tôi mong lần tranh cử này anh sẽ đạt được mục đích của mình, bởi như thế, sau này anh sẽ có thời gian dành cho tôi. Mỗi tuần anh sẽ tặng tôi những món quà đắt giá và tiện, nhưng tôi không cần những thứ đó, tôi đã có quá nhiều thứ tôi cần là thời gian và sự quan tâm của anh dành cho tôi nhưng anh dường như lại không hiểu điều đó hôm nay là sinh nhật của tôi mọi người gửi lời chúc tới tôi rất nhiều nhưng lời chúc mà tôi mong chờ nhất thì lại không thấy đâu anh ấy bận tới nỗi đã quên luôn cả tôi mãi tới tối anh ấy mới trở về và trên tay ôm một bó hồng xanh tôi thích anh thấy ánh mắt thất vọng của tôi nên đã tới dỗ dành tôi vợ à chúc mừng sinh nhật em tôi làm vẻ mặt giận dỗi thở dài nói em tưởng là anh quên luôn ngày sinh nhật của em rồi chứ anh quên làm sao được do hôm nay nhiều việc nên anh bận quá thôi anh sẽ bù cho em em thích gì bảo với anh nhé anh cũng biết là em không thích những thứ này mà thế em thích gì nào em thích anh tưởng gì chứ cái đó thì dễ anh cười vậy là sau nửa tháng phòng không gối chiếc cuối cùng hôm nay chồng tôi đã chủ động rủ tôi đi tắm chung nhưng những chiếc ôm những nụ hôn nồng cháy và những cảm xúc thăng hoa trong nhà tắm cũng không thể nào khỏa lấp những trống trải trong lòng tôi bấy lâu nói thực mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ làm chuyện ấy ba lần tôi cảm thấy không đủ nhất lại là vợ chồng mới cưới tôi muốn được nhiều hơn thế nhưng chồng tôi thì lại khác anh chỉ quan tâm đến công việc đã có những lúc tôi cảm thấy rất hụt hẫng rất thất vọng mọi người sẽ nghĩ tôi là một người luôn nghĩ đến việc ấy mỗi người chúng ta đều có nhu cầu sinh lý riêng mà chồng tôi có lẽ không lấp đầy được khoảng trống trong tôi tôi có tìm hiểu và mua rất nhiều thực phẩm chức năng, các loại hải sản, đồ ăn bổ dưỡng cho chồng như hàu, thịt bò, giá. Thế nhưng anh vẫn không có tiến triển, mỗi tháng cũng chỉ gần gũi ba lần mà mỗi lần cũng không cuồng nhiệt gì cả, vẫn cứ nhạt nhẽo thở ơ qua chuyện. Tôi hết cách, tôi không thể nào làm chồng tôi say đắm tôi được, tôi đã làm đủ cách tầm bổ cho anh, mặc những bộ đồ ngủ gợi cảm, dù chồng xem phim 18 cộng. Nhưng mọi chuyện tôi làm đổi lại chỉ là những lời mắng của anh. Anh nghĩ tôi là người đàn bà lẳng lơ, khiến tôi mất hứng và không muốn làm gì nữa. Tôi tới nhà con bạn thân để giải khuây, chứ tôi sợ ở nhà một mình tôi lại nghĩ linh tinh mất. Thấy tôi ngồi thẫn thờ, bạn tôi mới hỏi, An, mày đang nghĩ cái gì thế? Không có gì, nhìn mày là tao biết có chuyện rồi. Có chuyện gì lại không thể nói cho tao sao? Nguyệt à, tao hỏi mày chuyện tế nhị này nhá. Ừ, mày cứ hỏi đi. Một tháng, vợ chồng mày bao nhiêu lần thế? À, chuyện đó thì tao không nhớ rõ. Nhưng mà anh nhà tao đêm nào cũng... Có rất nhiều hôm tao mệt dã cả người, cũng không tha chứ. Thiên An tròn mắt nhìn Nguyệt ngạc nhiên hỏi Thật vậy sao? Thật chứ sao? Thế còn vợ chồng mày? Một tháng ba lần Ít vậy á? Ừ, từ ngày mới cưới tới giờ Chồng tao lúc nào cũng công công việc việc Anh không hàm hố mấy chuyện đó đâu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói Không đúng, anh ta chắc chắn có bồ nhí ngoài rồi Chứ không có đàn ông nào không đam mê vợ Không có đâu, chồng tao chỉ là tham công tiếc việc chú trọng sự nghiệp thôi mà không có chuyện đó đâu an ạ à. chắc chắn là chồng mày có bồ rồi chắc là không phải đâu tao không thấy anh ấy có biểu hiện khác thường nào cả không chịu ngủ với mày là khác thường rồi đó mày khờ quá đó không đâu chắc cho tao suy nghĩ nhiều và nhu cầu của tao cao hơn anh ấy mà thôi nhu cầu thì ai mà chả có nhưng với chồng mày như thế là quá ít mới cưới mà vậy là ít quá, chắc chắn chồng mày có bồ. Cái Nguyệt nói rất nhiều, khiến tôi muốn nhức hết cả đầu. Nhưng tôi vẫn tin chồng mình, chẳng qua là anh bận quá, bận tới mức không có thời gian cho gia đình, thì lấy đâu thời gian mà bổ nhí. Tôi luôn tin tưởng ở anh, đợt này chồng tôi bận nhiều nên tôi cũng đi hát trở lại, cho tâm lý được thoải mái, nhất là một đứa hay suy nghĩ nhiều như tôi tôi hát ở phòng trà của nguyệt vừa kiếm thêm tiền vừa có người tâm sự sẻ chưa vẫn hơn là ở một nhà cô đơn một mình mặc dù từ khi lấy chồng tôi đã lui về lo cho tổ ấm nhưng tôi vẫn được mọi người chào đón một tối tôi hát ba bài từ ngày có tôi phòng trà của nguyệt đông khách hơn hẳn thế nhưng những hào quang đó cũng không làm cho tôi vui hơn là bao nguyệt thấy tôi uống cà phê đen liền bảo mày thay đổi nhiều quá rồi an ạ à? tao trước này vẫn vậy mà trước giờ có thấy mày uống cà phê đen bao giờ đâu ừ thì tao mới uống đây thôi tao không nghĩ vị đắng của nó lại ngon như vậy thế mày đã điều tra được vụ kia chưa vụ gì trong máy ý điên à không có đâu đến lúc có thật ấy mày đừng có mà than với tao nha cứ ngồi đấy mà bênh đi mày không phải lo chuyện đó đâu tao tin anh ấy mà này nếu có một ngày tao phản bội chồng tao thì mày nghĩ sao sao tự nhiên mày lại nghĩ đến chuyện ấy nói thật từ ngày lấy chồng chưa bao giờ tao được làm chuyện ấy một cách cuồng nhiệt liệu có phải nhu cầu của tao cao quá không tao thèm được một lần thỏa mãn nhưng mà chồng tao thì mày biết đó lão còn không thèm đụng đến người tao luôn chứ nói gì nên tao bức bối lắm nhiều lúc tao nghĩ đến chuyện có nên ngoại tình không đấy mày ạ à? nguyệt nghe an nói vậy cô lại hiểu cho hoàn cảnh của bạn lúc này hơn là trách bạn tao hiểu mà mới cưới mà một tháng có ba lần như vậy là quá ít chồng mày không thỏa mãn được mày nên mày mới khó chịu thế nếu mày ngoại tình để giải phóng cảm xúc thì chỉ cần mày cẩn thận không để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình là được tao ủng hộ mày mày ủng hộ tao ư đó là việc sai trái đó nguyệt Thế tao mới nói mày phải cẩn thận Nếu như bí bách trong người mày không được giải tỏa Tao e là mày không ổn đâu Nên nếu nó giúp mày xử lý được mọi việc Thì mày cứ làm đi Cảm ơn mày nhé Tôi trở về nhà Không thấy anh đâu Tôi gọi điện cho anh Thì anh bảo anh đi công tác hai ngày nữa mới về Tôi buồn bã Cả đêm không ngủ được Tôi lang thang trên mạng Tìm các hội nhóm độc thân Chia sẻ tâm sự rồi tôi tìm thấy một nhóm giao lưu kết bạn tôi tham gia nhóm tò mò lướt lên xem thì thấy có rất nhiều người tìm người sẻ chia cả trai và gái tôi bất giác mỉm cười nghĩ hóa ra cũng có nhiều người cô đơn như mình vậy sao tôi lướt xem ảnh thấy các anh chàng cơ bắp rất cuốn hút đều đang tìm bạn gái tôi chợt thấy một anh trai gần địa chỉ nhà mình tôi vào trang cá nhân xem trang cá nhân của anh đăng ảnh sặc mùi thính muốn tập ghim miễn phí thì gọi anh anh ta là huấn luyện viên phòng ghim trong khu tôi sống chả trách thân hình anh trông rắn chắc cái tên cũng rất mạnh mẽ nam phong tôi nhìn thấy ưng mắt nên nhắn tin cho anh em muốn tập ghim miễn phí vậy mai em qua phòng ghim gặp anh nhé cả đêm tôi thổn thức Lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng, tôi nhắn tin cho trai, cảm giác tim đập hồi hộp. Ngày mai đúng 8 giờ, tôi lấy hết can đảm đến phòng kim gặp Nam Phong. Thấy tôi, Nam Phong rất vui vì có một người con gái xinh đẹp lại còn nổi tiếng đến tìm anh, nên anh hào hứng và chăm sóc tôi rất nhiệt tình. Anh cũng rất thẳng thắn nói với tôi anh biết là em đã có chồng nhưng nếu em muốn anh sẵn sàng làm người tình bí mật của em anh dễ tính như vậy sao nói thật từ tối hôm qua lúc em nhắn tin anh đã rất bất ngờ và vui vì anh rất thích em thích nụ cười thích giọng hát của em nhưng anh biết em đã kết hôn nên chỉ dám làm fan của em hàng ngày chứ anh không nghĩ sẽ gặp lại có một ngày em đến tận phòng kim để tìm gặp anh anh thích em nghe em hát thật sao em không tin sao em xem điện thoại của anh này toàn hình ảnh và các bài hát của em anh nghe nó mỗi ngày em chính là nữ thần là thần tượng của anh đấy nói xong nam phong nắm lấy tay của tôi anh ghé vào muốn hôn tôi nhưng tôi liền lé tránh anh xin lỗi em không giận anh chứ không sao ạ tôi thấy nam phong lúng túng cúi đầu tại được gặp thần tượng nên anh vui quá đó tôi rất vui vì không nghĩ tôi lại có một người pan hâm mộ là nam đẹp trai nói chuyện lại dễ thương đến như vậy nam phong còn pha cà phê mời tôi chúng tôi nói chuyện rất hợp như đã quen từ lâu tối tôi suy nghĩ về nam phong rất nhiều và từ đó tôi đã nhắn tin qua lại với anh mỗi ngày mỗi sáng anh sẽ nhắn tin gọi thức tôi dậy và chúc tôi một ngày tốt đẹp. Tối anh lại chúc tôi ngủ ngon, đều đặn hàng ngày như vậy. Những hôm tôi đi hát phòng trà, Nam Phong đều tới, không vắng mặt buổi nào. Anh vui lắm vì được làm bạn với thần tượng của mình, chứ không như trước kia không dám nói ra. Mỗi lần tôi nhìn Nam Phong đang mải mê ngắm nhìn tôi hát, tôi vui lắm quên hết mọi phiền muộn trong lòng tôi thấy cuộc đời vui vẻ hơn biết bao nhiêu cứ như vậy suốt một tuần lễ trôi qua buổi sáng tôi đến phòng tập ghim của Nam Phong tối đến Nam Phong lại qua phòng trà nghe tôi hát dường như anh đang thầm khẳng định mối quan hệ với tôi nói chuyện với Nam Phong tôi quên luôn tôi là người đã có chồng chỉ đến khi anh nhắc tôi đi ngủ sớm, tôi mới chợt nhớ ra đã hơn 12 giờ khuya. Vậy mà chồng tôi vẫn chưa về. Anh làm cái gì mà khuya vậy rồi còn chưa về. Tôi thở dài rồi chùm chăn đi ngủ, cũng không còn buồn hay thấy trống vắng như trước kia nữa. Có lẽ sự xuất hiện của Nam Phong đã lấp đi được phần nào khoảng trống trong lòng tôi. Đặt bình hơn một giờ sáng mới về, tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi tôi không còn ngây ngốc ngồi đợi anh như trước kia nữa sáng hôm sau khi thức giấc tôi lại thấy chồng mình trong phòng bếp đang nấu ăn sáng tôi giật mình lấy làm lạ vì từ trước tới giờ từ ngày cưới nhau chưa bao giờ tôi thấy anh vào bếp cả anh làm gì thế anh nấu đồ ăn sáng anh làm sao thế anh lạ lắm trước giờ anh có bao giờ đâu thì bây giờ anh làm em ngồi đó đi đợi anh một chút Lần đầu được chồng nấu đồ ăn sáng nên tôi thấy lạ đến nỗi không nuốt nổi. Đạt Bình báo với tôi một tin vui là anh đã trúng cử trong đợt tranh cử vừa rồi. Thì tôi rất vui, tôi muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng chồng. Đạt Bình vui vẻ đồng ý, hai vợ chồng tôi ôm nhau thắm thiết sau nửa tháng lạnh nhạt. Sau khi ăn sáng xong, chồng của tôi đi làm tôi như thường lệ đến phòng tập gym. Sau khi tập xong, tôi thay đồ định đi về, thì Nam Phong giữ tôi lại. Anh kéo tôi vào phòng riêng và đóng cửa lại. Anh kéo tay, gầy tôi vào tường, rồi hôn tôi. Tôi đẩy anh ta ra. Anh điên à? Thiên An à, anh rất thích em, và em cũng thích anh đúng không? Vì thế... Em mới đến tìm anh, hai trái tim cô đơn lạnh lẽo tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau là hạnh phúc mà em. Anh yêu em nhưng mà em có chồng rồi anh biết nhưng mà anh ta không mang lại hạnh phúc cho em vậy hãy để anh làm điều đó anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc em em đừng suy nghĩ nhiều có anh ở đây rồi nam phong hôn lên môi của tôi nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt khiến cho người tôi mềm nhũn tôi không còn chống cự nữa nam phong cầm lấy tay tôi đặt lên cơ thể săn chắc của anh anh biết em cần gì Hãy cho anh có cơ hội được bù đắp cho em. Tôi nghe anh nói vậy thì mềm lòng, tôi im lặng, không nói gì nữa. Nam Phong tiếp tục hôn tôi, nụ hôn nóng bỏng và đôi bàn tay từ từ luồn vào áo khám phá cơ thể của tôi. Tôi nhắm mắt, tôi cảm nhận được ngọn lửa trong lòng mình đang rực cháy, những khao khát mãnh liệt, tưởng như cả hai đã có thể hòa quyện vào nhau, nhưng đột nhiên Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi chạy ra ngoài, để lại Nam Phong còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, anh ta chợt mỉm cười, anh ta biết tôi không phải là người dễ dãi, xem ra đúng là người mình cần tìm kiếm. Sau này, Nam Phong có nói, trong khoảng khắc ấy, anh ta hứa sẽ khiến cho tôi một ngày nào đó phải nguyện ý cùng anh và ngày đó sẽ không xa đâu. Khi về đến nhà, tôi thầm nghĩ thật may vì chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên An, mày là gái của chồng rồi, không thể phản bội chồng mình làm những điều sai trái đó được, nhất định không để được những cái sục vọng thấp hèn chi phối, phải biết kiềm chế bản thân mình. Tôi đi vào nhà tắm, xả nước lạnh vào đầu để tỉnh táo lại, rồi tôi cắt đứt hoàn toàn mọi thông tin của Nam Phong. Tôi tự hứa từ nay sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa cũng may chưa có chuyện gì xảy ra nếu không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi với chồng của mình mặc dù chồng tôi rất bận và không quan tâm đến tôi nhưng tôi vẫn toàn tâm toàn ý muốn làm một người vợ hiền sẽ sinh ra những đứa con và sống hạnh phúc nam phong tìm mọi cách để liên lạc với tôi nhưng tôi quyết tâm lần này không để bản thân mắc sai lầm nữa buổi tối tôi nấu cơm, rảnh thì đi cà phê với bạn thân. Có hôm Nguyệt hỏi, "Mày với Nam Phong sao rồi?" "Tao từ chối Nam Phong rồi, thật may là chưa có chuyện gì xảy ra." "Chồng mày đối xử lạnh nhạt với mày như vậy mà mày vẫn chung thủy với anh ta sao?" "Ừ, chấp nhận thôi, duyên số định tao phải thế rồi, tùy mày thôi, miễn sao mày thấy tốt cho mày là được. Cảm ơn mày đã luôn ủng hộ tao." Thế nhưng sự tử tế của tôi cũng không nhận lại được sự quan tâm hay chú ý của chồng chiều đó khi tôi đi cà phê về thấy khu phố nhà mình rất đông người còn có cả xe cứu hỏa nữa thì ra nhà hàng xóm đối diện nhà tôi bị cháy tôi biết loan vì cũng đã nhiều lần nói chuyện với cô ấy may là cô ấy không sao cô ấy chạy ra với một chiếc khăn tắm quấn ngang người nhưng điều khiến tôi suy nghĩ đó là chồng tôi cũng chạy ra từ ngôi nhà ấy với bộ dạng sộc sạch khóa quần còn chưa kịp kéo nịt chưa kịp cài tôi chợt thấy hoang mang thế nghĩa là chồng tôi và cô hàng xóm loan kia có vấn đề nhìn thấy tôi đạt bình có chút lo lắng anh ta chạy vội về nhà tôi vội chạy theo chồng vào nhà chất vấn anh làm gì bên nhà hàng xóm thế đạt bình cô ấy nhờ anh sang sửa ống nước ống nước nhà cô ấy bị hỏng Đạt Bình ngập ngừng trả lời Sửa ống nước hộ mà quần áo của anh sọc sạch thế kia Anh nhìn lại xem, đến khóa quần còn chưa kịp kéo kìa Anh khai thật đi, anh và cô ta làm gì sau lưng tôi Đạt Bình vẫn chối bay chối biến Dù sự thật đã rành rành trước mắt Khiến cho tôi tức điên người Tôi không nghĩ rằng sau những gì mình làm cho chồng và cho gia đình anh ta, anh ta lại có thể phản bội tôi như vậy. Đặt bình lấy lý do làm việc, lái xe rời khỏi nhà, dường như anh ta muốn trốn tránh những lời chất vấn của tôi. Điều đó càng khiến tôi thêm phẫn nộ. Tôi tìm gặp Loan, Loan là cô gái độc thân sống một mình ở ngôi nhà đối diện nhà tôi. Loan mới chuyển tới đây được chừng 3 tháng, Loan đang dọn nhà sau đám cháy, nhà của cô ấy rất bận. Thấy tôi, cô ta không hề run sợ, còn cười chào đón, "Chào chị." Tôi là vợ anh Bình Em biết chị mà Cô biết tôi Sao còn lén lút qua lại với chồng tôi hả Em có lén lút đâu Mối quan hệ giữa em và anh ấy Là mối quan hệ tình tiền song phẳng mà chị Chồng chị cho em tiền Thì em cho anh ấy tình thôi Tôi muốn tức ói máu Tôi không ngờ Tiểu Tam lại chơi chẽn thế vậy Tôi nói Tôi không ngờ Cô lại là người chơi cháo đến vậy Cô giật chồng người khác Mà không biết nhục Còn hinh hoang được vậy sao chị không nên nóng giận vậy đâu chị đừng quên mình là người nổi tiếng mọi việc chị làm đều được hàng ngàn người ngoài kia chú ý đến đấy tôi sẽ giết cô nếu giờ chị đánh đập em ấy, thì ngày mai ngoài kia các trang báo sẽ đầy dậy tin tức về chuyện sự nghiệp sẽ tiêu tan hết đi chị em nói thật đấy chị lại còn đang trên đỉnh cao sự nghiệp huống hồ em sẽ không cướp chồng chị đâu cô muốn cái gì em không muốn cái gì đâu chính chị là người đến tìm em mà Tôi ngẫm lại cũng thấy đúng. Tại sao tôi phải hủy hoại cuộc sống mà bao người hằng mơ ước cùng sự nghiệp của mình chỉ vì một ả tiểu tam chơ chẽn? Thật không đáng. Tôi nuốt cơn tức giận mà cảnh cáo. Tôi cảnh cáo cô tránh xa chồng tôi ra. Thế thì chị phải nói với chồng chị chứ. Nói với em làm gì? Tôi biết chồng tôi chỉ vui chơi qua đường. Chứ không bao giờ lấy cô. Loan cười nhạt Thế thì chị lại nhầm rồi, em mới là không lấy chồng chị đâu, nên chị giữ chồng cho chặt, đừng ly hôn chị nhá. Đúng là đĩ, chơ cháo. Tôi cầm cốc nước, định hất thẳng vào mặt Loan. Chị cẩn thận, camera ở khắp mọi nơi đấy. Tôi nút bực đặt cốc nước xuống và gần giọng nói. Tốt nhất là cô nên biết điều, đừng có thách thức tôi. Khi chạm vào giới hạn của tôi thì Tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chơi với cô tới cùng đấy, tránh xa chồng tôi ra. Nếu vậy, thì người thiệt chính là chị thôi, vì em đã nói rồi, em chỉ cần tiền của anh ta thôi, chứ em có cần anh ta đâu, nên chị không cần phải tức giận đâu ạ. Tôi không quan tâm, cô và chồng tôi có mối quan hệ gì, nhưng nếu cô còn lảng vảng bên chồng tôi thì tôi sẽ giết cô. Chị làm em có hứng thú với chị hơn rồi đấy, đúng là người nổi tiếng. Loan cười nhạt đầy mỉa mai. Tôi tức điên lên, nhưng tôi nhìn xung quanh bốn phía đều là camera. Nếu tôi là một người phụ nữ bình thường, thì Loan đừng hỏng lên mặt với tôi như vậy. Nhưng giờ, nếu tôi manh động, thì người thiệt thòi nhất chính là tôi và chồng. Vì vậy, trước chuyện này, tôi phải dặn lòng kiềm chế, bình tĩnh, từ từ giải quyết và giải quyết trong êm đẹp để tránh những hậu quả hệ lụy về sau. Tôi lử mắt gườm loan, rồi đi về nhà. Từ lúc đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống của tôi trở nên đảo nộn. Tôi vẫn muốn níu kéo chồng cho anh ta một con đường, nhưng ngược lại, chồng tôi vẫn luôn lạnh nhạt để chạy theo Loan, mà anh ta không hề biết rằng Loan chỉ yêu tiền của anh ta. Mấy hôm nay, tôi đã thấy cánh nhà báo đứng trước cổng vì không muốn phá vỡ gia đình này cũng như xáo trộn cuộc sống tôi xuống giọng nói với chồng đạt bình anh ngồi xuống đây em có chuyện muốn nói chuyện gì em đã biết tất cả chuyện anh và loan nhưng em không muốn nhắc lại nữa em sẵn sàng tha thứ cho anh anh có chấp nhận thay đổi vì em vì gia đình này không anh thẳng thắn đi nhìn thái độ của chồng tôi bực mình lắm nhưng tôi không muốn chuyện của chồng mình lộ ra ngoài xấu chàng thi hộ ai tôi nghĩ chồng mình sẽ thay đổi nhưng anh ta lại nói ly hôn đi ly hôn để em không phải chịu đựng một người chồng tệ bạc như anh nữa em nghĩ sao anh anh điên thật rồi anh có biết cô ta chỉ yêu tiền của anh không đạt bình thản nhiên nói chúng ta vốn dĩ không hợp nhau càng kéo dài về sau càng mệt mỏi cho cả hai thôi vậy nên chia tay sớm đi sao anh mù quáng vậy cô ta đã thừa nhận chỉ cần tiền của anh anh không tỉnh ngộ ra sao? Sao cô đâm đầu vào cô ta vậy? Em đừng cố hạ thấp mình như vậy nữa. Anh đã không yêu em, thì sao em phải cố gắng thế? Anh không có tình cảm, sao còn cưới em? Lúc này, Đạt Bình mới lộ rõ, anh ta nói. Thật ra, anh cưới em chỉ vì em là người nổi tiếng. Đám bạn anh thách thức anh, chúng nó bảo anh không cưới được em đâu. Chúng nó thách anh nhiều lắm, dù sao cũng cảm ơn em nhờ cưới được em mà tài sản của anh đã tăng lên nghìn tỷ đó tại sao không có không có như vậy em không tin nhưng đó là sự thật cưới em xong anh đã thành tỷ phú vì quét sạch được tiền từ đám bạn thân giàu có của anh đó em không thắc mắc sao vợ của anh cưới em là thương vụ bạc tỷ đó khốn nạn sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả em nhìn lại xem Thời gian chúng ta quen và cưới nhau Có mấy tháng Vì sao anh phải gấp rút vậy Vì đấy là thỏa thuận Tôi tát thẳng vào mặt Đạt Bình Nhưng anh ta vẫn huynh hoang nói Đáng lẽ theo thỏa thuận Phải một năm anh mới được ly hôn với em Nhưng mà giờ mọi chuyện vỡ lở rồi Thì ly hôn đi Đằng nào nghìn tỷ anh cũng đã cầm trong tay Anh không còn tiếc một người như em nữa Sáu tháng qua Anh sống với em như vậy là quá đủ rồi Tôi như phát điên. Tôi như điên như dại, lao vào đánh đạt bình. Nhưng sức tôi không thể đánh được anh ta. Đạt bình đẩy tôi ra sàn. Nếu đã biết sự thật rồi thì cô viết đơn đi, tôi ký. Nói rồi, Đạt Bình rời đi, để lại tôi nước mắt giàn rụa ngồi dưới sàn nhà. Tôi không ngờ mình cố gắng vun vén cho gia đình, hy sinh nhiều như vậy Cuối cùng lại chỉ là một quân cờ trong thương vụ tiền bạc của anh ta. Tôi không nghĩ đạt bình lại khốn nạn đến như vậy. Anh ta cưới tôi chỉ vì tiền, trả trách suốt thời gian chung sống lại thở ơ lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi khóc mãi, tôi khóc nhiều tới nỗi mắt đã sưng húp lên. Rồi tôi đi lấy giấy viết đơn và ký luôn. Nhưng rồi, tôi lại chợt nghĩ nếu ly hôn như vậy thì đơn giản và dễ dàng với anh ta quá rồi. Tôi sẽ tự đơn ly hôn. Tôi nghĩ, mẹ nó, mình sẽ không ly hôn, không để anh ta đạt được mục đích. Mình sẽ vẫn cứ sống ở đây để xem anh ta dám làm gì được mình. Tôi gọi cho Tiến, bạn thân của Đạt Bình, để xác nhận lại sự thật xem có đúng hay không. Anh Tiến à, anh cho em hỏi chuyện này nhá. Ừ, trước kia anh Bình cưới em là vì thỏa thuận nghìn tỷ của bọn anh à em biết chuyện đó rồi à anh bình nói cho em rồi em hỏi để xác minh lại thôi không ngờ em lại đáng giá thế đấy là do bọn nó chứ anh không liên quan không còn quan trọng nữa rồi anh cảm ơn anh nhé tôi tắt điện thoại và tiếp tục khóc tôi chẳng biết phải làm gì nữa tối đó đạt bình trở về nhà anh ta hỏi tôi đã viết đơn ly hôn chưa tôi nhắm mắt giả vờ ngủ Đạt Bình bực bội bỏ đi cả đêm không về, từ đó chúng tôi chính thức ly thân. Chuyện vợ chồng tôi lục đục không hiểu vì sao đã nhanh chóng lọt tới tai cánh nhà báo, họ tới để tìm kiếm thông tin. Đạt Bình còn thẳng thắn trả lời, chúng tôi sẽ ly hôn, chúng tôi hiện nay đã ly thân rồi. Ly hôn sao? Hai người chỉ mới cưới có nửa năm, anh có thể cho biết lý do vì sao? Đơn giản ấy là chúng tôi không còn tìm thấy tiếng nói chung cho cuộc sống nữa. Vợ tôi, cô ấy là nghệ sĩ, có lối sống và cách suy nghĩ khác. Câu trả lời của Đạt Bình ẩn ý đổ mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Anh ta muốn đánh lừa giới truyền thông vì mọi người đều sẽ nghĩ tình cảm của giới nghệ sĩ là không thật và không trung thủy. Và họ ly hôn cũng là một chuyện rất thường tình. Sau một tuần suy sụp, Đến hôm nay, tôi cũng đã ngồi dậy, tôi nhìn mình trong gương rồi tự thẳng thốt tự thương cho mình. Trời ơi, tôi đã thảm hại đến như vậy sao? Tôi không thể để cuộc đời của mình bị phá hủy trong tay một người khốn nạn như anh ta được. Tôi làm đồ ăn sáng và giải tỏa căng thẳng Giờ tôi mới hiểu từ trước tới giờ không phải do nhu cầu của tôi cao mà do chồng tôi không hề có tình yêu, sự quan tâm dành cho tôi mới khiến tôi cảm thấy trống vắng hụt thẫn rồi còn tự trách và biến bản thân mình thành trò hề trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi sẽ vực dậy, tôi đi chăm sóc lại nhan sắc của mình, thay đổi bản thân thành một người hoàn toàn khác. Tôi cắt phăng mái tóc nhuộm màu, tôi muốn trả thù người đàn ông khốn nạn bội bạc. Sau một thời gian dài chăm sóc lại bản thân, tôi trở về nhà, tôi bất giác nhìn sang nhà Loan. Tôi thấy Loan đang tỉnh tứ bên một người đàn ông lạ mặt, không phải chồng của tôi. Tôi nhếch mép cười, anh ta cũng bị cắm sừng như mình thôi, nhưng anh ta lại không biết còn cắm đầu vào. Chưa kịp mở cổng, tôi đã bị cánh nhà báo vây quanh chào chị có phải hai người sắp ly hôn tôi nghe chồng chị nói liệu đó có phải là sự thật không tôi cúi đầu rơi nước mắt tôi còn làm bộ mặt buồn bã trả lời anh ấy ngoại tình rồi liên tục ép tôi ly hôn tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà không biết phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa khi anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi là thật sao anh ấy có người khác ở bên ngoài sao Vâng ạ, à, tôi biết chuyện này cũng đã mấy tháng, nhưng mà tôi không muốn ly hôn ạ. À. Tôi muốn níu kéo anh ấy vì tôi còn yêu anh ấy quá nhiều. Nhưng mà biết làm sao đây, mấy hôm nay anh ấy đã không về nhà rồi. Từ hôm đó, tôi nhận được sự ủng hộ và yêu thương hơn. Tôi là một người phụ nữ bị chồng phản bội nhưng vẫn luôn tha thứ cho anh. Tin tức chồng tôi bị bạc khắp các mặt báo và trang mạng anh ta bị chỉ trích rất nhiều và mọi người quay ra tìm kẻ thứ ba đã phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Đạt Bình không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở, hậu quả nặng nề như vậy. Nếu biết trước anh ta đã giấu kín, bây giờ anh ta đi tới đâu cũng bị chỉ trích. Một cán bộ cấp cao lại có thói trăng hoa, gái gú bên ngoài rồi về nhà lại đối xử tệ bạc với vợ sau lùm xùm tôi bắt đầu đi hát trở lại ngay đêm đầu tiên tôi đã thấy nam phong ngồi dưới chăm xú nghe tôi hát hát xong tôi vào phòng chờ thì nam phong tới thiên an một tháng rồi anh mới thấy em đấy vâng ạ gia đình em có chút chuyện ạ em giận anh sao không có sao em phải giận vậy sao em lại cắt đứt liên lạc với anh vì em không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình xin lỗi vì làm phiền và để anh bận lòng trong thời gian qua rồi ạ nam phong chỉ cười nhẹ không sao thấy em quay trở lại là anh vui rồi anh đã đọc tin tức trên mạng mạnh mẽ lên em nhá nếu em ly hôn chồng hãy cho anh cơ hội nhá anh không có gì cao sang nhưng mà anh vẫn luôn muốn được làm bạn với em vâng ạ nếu lúc đó anh vẫn chưa có bạn gái và em đã ly hôn thì chúng ta sẽ lại làm bạn như trước nhá Nhất định anh sẽ đợi tới ngày đó, còn từ giờ em hãy cứ giải quyết công việc gia đình, nhưng luôn nhớ có anh phía sau lưng em nhé. Bất cứ lúc nào mà em cần ấy, anh luôn ở đó. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Nam Phong rời đi, nhìn bóng lưng của anh, tôi có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ tôi đang có kế hoạch riêng cho mình. Tôi không muốn lôi Lam Phong vào vòng xoáy này mặc dù tôi cũng sợ nếu khi mình xử lý được mọi chuyện thì nam phong cũng trở thành người đàn ông của người khác nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ có ngọn lửa của sự trả thù tối đó đạt bình về anh ta ném tờ đơn ly hôn vào mặt tôi ký đi tôi quá chán ghét rồi anh vẫn nhất quyết bỏ tôi để đi theo con bé lăng loàn đó sao cầm mồm ai cho cô dám xúc phạm loan như thế tôi đã cảnh cáo cô không được đụng vào cô ấy Tôi cười phá lên Thế mà hồi chiều tôi còn thấy cô ta tình tứ với ai Tôi còn cứ tưởng đó là anh Anh có biết anh ta không Người đấy con siêu xe màu xanh ấy Cô im đi Cô đừng nghĩ ai cũng giống mình Cô tưởng tôi không biết cô và cái thằng ở phòng kim kia sao Tôi chẳng qua không muốn vạch mặt cô Sai lầm của tôi Là đã từ chối Nam Phong Để một lòng một dạ với anh đấy Tôi không cần biết Nhưng mà giờ thì cô ký đi Tôi cầm lấy tờ đơn rồi xé trước mặt Đạt Bình khiến anh ta tức điên lên, bốp, cú tát như trời giáng khiến tôi xây sẩm mặt mày. Tôi loạn trọng đứng dậy, đạp vào chỗ hiểm của anh ta, một phát, rồi hai phát. Đạt Bình mặt đau đớn nằm đó, ôm lấy hạ bộ của mình, miệng không ngừng lắp bắp. Cô, cô, anh đừng tưởng, tôi dễ bắt nạt, nếu anh đánh tôi một tôi sẽ trả lại anh gấp mười. Nên anh xem chừng đó, người đau đớn là anh đó, Cô ác như chó vậy, sao bằng anh được, anh quên à, để tôi nhắc cho anh nhớ nhá, nhờ tôi mà anh có được nghìn tỷ đó, từ giờ mỗi ngày tôi sẽ đều nhắc lại cho anh nhớ. Đặt bình lồm cồm bỏ dậy, lái xe đi ra ngoài. Tôi soi gương, tôi thấy môi mình sưng lên, tôi lấy phấn đánh cho nó lên thêm, cả má và mắt. Nhìn tôi bây giờ không khác gì vừa bị chồng đánh đập không đeo khẩu trang và kính như ngày thường tôi đem khuôn mặt đó ra ngoài đường nhằm cho mọi người thấy tôi đang bị chồng bạo hành như thế người bất lợi chính là chồng của tôi anh ta tát tôi được một cái thì tôi cho anh ta mang tai tiếng khắp cả nước này vậy mới nói đừng thấy chị em chúng tôi chân yếu tay mềm mà vệ bắt nạt cái gì chúng tôi nâng được thì sẽ buông được Tôi và chồng cứ thế chiến tranh lạnh, mà cuộc chiến này là ngang tài ngang sức. Khi Đạt Bình lắm tiền thì tôi lại khôn khéo. Anh ta đánh tôi thì tôi đánh lại, anh ta muốn nhanh chóng ly hôn thì tôi nhất quyết không chịu, vì vậy cuộc chiến này mãi không đi vào hồi kết. Vâng, cuộc chiến của Thiên An và Đạt Bình sẽ mãi không có hồi kết nếu không xảy ra những biến cố kinh hoàng khiến cho Thiên An phải nằm liệt giường, hôn mê bao nhiêu ngày tháng. Câu chuyện của cô đã rẽ sang một bước ngoặt mới mà chính cô cũng không thể ngờ. Bởi vậy, rất nhiều năm tháng sau này mới có người tiếp tục chắp bút kể tiếp câu chuyện đau lòng của cô. Và để theo dõi cuộc sống của cô gái này, chúng ta tiếp tục quay trở lại khoảng thời gian cô còn phải chịu đựng sự khốn nạn của thằng chồng hèn mặt Đạt Bình các bạn nhé không nói lại được thiên an đạt bình quay sang nhà loan than thở cô ta lì quá nhất định không chịu ly hôn thì thôi anh đừng ly hôn nữa nhưng anh với em đang yêu nhau không ly hôn làm sao anh có thể cưới em em sẽ không kết hôn với anh đâu dù em yêu anh nhưng mà anh biết đấy anh yêu em chỉ thích một cuộc sống tự do không vướng bận thôi nếu kết hôn chưa chắc chúng ta đã hạnh phúc được như bây giờ đâu em không muốn kết hôn với anh ư ừ. vâng ạ từ trước tới giờ em chưa bao giờ có ý định đấy cả. Sao phải ràng buộc mình hả anh Đạt Bình? Đạt Bình câu mày. Ở ngoài kia, anh là người chức cao vọng trọng, được người ta kính nể thế nào đi nữa. Khi về nhà, anh vẫn muốn có vợ con đợi mình. Anh còn sẵn sàng ly hôn thiên an để cưới Loan. Nhưng nghe những lời Loan nói khiến anh thất vọng. Loan à, em cũng biết là anh đã phản bội thiên an để đến với em mong có một cuộc sống gia đình hạnh phúc đầy đủ trai gái vậy mà giờ em nói vậy vậy anh đừng ly hôn nữa cứ như bây giờ không phải tốt sao anh ở nhà anh em ở nhà em lúc nào cần thì mình gặp nhau anh có tiền em có tình quá hợp nhau rồi còn gì nói vậy thì anh nói làm gì em không yêu anh sao chúng ta phải ổn định chứ sao có thể tạm bỡ thế được em yêu anh nhưng mà em không thích kết hôn nó ràng buộc và khó chịu lắm cũng không thích sinh con mệt người em không thích trẻ con sao sao em lại nói như vậy chứ sao nữa phụ nữ sinh xong nhan sắc xấu xí thân hình chảy xệ lại đầu tắt mặt tối em không thích em thích trẻ con nhưng em không thích sinh con vậy em có nghĩ đến sau này già em sẽ cô đơn sao không ai chăm sóc em thì đến đại trẻ mồ côi nhận mô nuôi Đầy trẻ chứ, sao anh phải lo Đạt Bình đến cạn lời trước những suy nghĩ của Loan Anh nói, anh cần một gia đình Chứ không cần một người tình Cuộc sống tạm bỡ em có hiểu không Em không hiểu, không muốn hiểu Và cũng không cần hiểu Vậy em muốn cái gì Đạt Bình lớn giọng Em chỉ muốn làm tình với anh Dùng tiền của anh vậy thôi Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch Ăn uống, cùng nhau mua sắm anh yêu à Em không muốn làm vợ anh, cũng không muốn làm mẹ." Đạt Bình chưa kịp nói lại gì thì Loan đã lao đến ôm lấy anh. Hai người lại trải qua một cuộc ân ái cuồng nhiệt. Xong việc, Loan xin thẳng tiền, "Anh à, em cần 500 triệu để mua chút đồ, anh chuyển cho em nhé." "Lát anh chuyển." Loan giả bộ làm nũng Đạt Bình khiến anh phải chuyển luôn. "Em đang cần gấp mà, anh chuyển luôn đi." Đạt Bình muốn đưa Loan đi ăn, nhưng cô đuổi khéo anh. Thôi em còn bận chút chuyện Anh về nhà trước đi Với lại lát nữa anh trai em đến Lại đụng mặt nhau Em định chừng nào mới giới thiệu anh với anh trai em vậy Em lỡ nói anh là trai chưa vợ Bây giờ mà gặp mọi chuyện lại phức tạp lên Nên khi nào anh ly hôn xong rồi Thì em đưa anh đi gặp nhá Bây giờ anh cứ tránh mặt trước đã Vậy để khi khác anh về đây Dạ anh yêu về nhá Đạt Bình vừa rời khỏi Thì Loan đã đón người mới vào anh ta là nam người yêu mới của cô loan nói là anh trai với đạt bình chỉ để lùa gà mà thôi chứ tất cả những người đàn ông xung quanh cô đều là người yêu của cô tất cả đều được gắn với những cái mác bạn thân anh trai anh họ chứ thực ra cô nào có anh trai cô yêu một lúc năm người nên phải sắp xếp làm sao để họ không chạm mặt nhau và chuyện tình tay năm của cô cũng không bị vỡ lở đặt mình về tới nhà, thấy Thiên An đang nhàn nhã uống trà ở phòng khách, anh ta đá ném chìa khóa, đóng cửa thật mạnh, tỏ rõ sự bực mình. Ly hôn đi, cô còn lưu luyến gì nữa? Tất nhiên là tôi luyến tiếc anh rồi. Cô không thấy thấp hèn rẻ mạt khi cứ bám lấy tôi vậy sao? Vậy mới vui chứ. Giờ tôi mà ly hôn ấy thì lại đơn giản cho anh quá, nên anh đừng nói tôi ly hôn nữa, chúng ta cứ sống thế này cho vui. Vậy tôi sẽ ly hôn đơn phương đồ đàn bà lì lợm Anh muốn làm gì thì làm Nhưng mà tôi nhắc nhở Anh nên tìm hiểu cho kỹ Đừng để mình bị cắm trục cái sừng trên đầu như vậy Mà không biết Đến lúc ấy lại bảo tôi không nói Cô ghen tị với cô ấy đấy à Sao tôi phải ghen tị chứ Tôi chỉ nhắc nhở cho người đàn ông ngu ngốc như anh Luôn tin vào cô ta cho tỉnh ngộ ra thôi Ngoài ra ấy Ngoài anh ấy Cô ta còn qua lại với hai ba người khác nữa đấy Cô rình mỏ loan sao anh đừng quên dạo này tôi ở nhà nhiều ai đến nhà cô ta mà tôi chả biết cô đừng cố chia rẽ tôi với loan nữa tôi không tin cô đâu thiên an thở dài anh ta tin loan một cách mù quáng mà không biết rằng mình bị lợi dụng suốt thời gian qua anh ta chả khác nào con bò vậy nếu đã vậy để mình cho anh ta sáng mắt thiên an nằm trong phòng cô buồn rầu suy nghĩ cô không muốn đi hát mấy ngày qua lúc nào cô cũng cố tỏ ra mạnh mẽ và ổn nhưng khi một mình thì cô lại âm thầm khóc có người vợ nào bị chồng mình lừa dối từ đầu tới cuối như một con dối mà không đau lòng kia chứ cô đang chìm trong suy nghĩ miên man thì thấy tin nhắn quan tâm của nam phong cô chợt òa khóc cô tự trách mình sao không thể buông bỏ người chồng tệ bạc để đến với nam phong cô chửi anh ta ngu ngốc nhưng dường như chính cô cũng vậy, cô bị chồng lừa dối ngay từ khi bắt đầu mà cô còn không tỉnh ngộ được. Chiều nay, cô cố tình tập thể dục trước cổng nhà để tiếp cận một người yêu của Loan, vì cô biết chiều nào anh ta cũng đến. Anh chàng lái con siêu xe xanh, Loan sắp xếp lịch cũng khéo lắm, sáng, trưa, chiều, tối nên mấy người đều chưa bao giờ chạm mặt nhau. Đúng 5 giờ người đàn ông lái siêu xe cũng đến. Thiên An lại gần anh ta nói nhỏ, "Này anh, tôi biết một chuyện hay lắm, anh có muốn biết không?" "Chuyện gì?" "Chồng tôi và Loan cặp kè với nhau 3 tháng rồi đấy." Người đàn ông kia cau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, "Cô đang đùa tôi đấy à?" "Tôi đùa anh làm gì? Nhà tôi ở đây, anh có thể gặp chồng tôi lúc 8 giờ tối." Nói rồi, Thiên An đưa những bức ảnh cho người đàn ông kia xem, khiến mặt anh ta tối sầm lại. Thiên An nói thêm, chồng tôi đang ép tôi ly hôn để đòi cưới Loan đấy. Tôi mệt mỏi lắm, chắc anh cũng hiểu cảm giác của tôi lúc này chứ. Sao cô không ngăn chồng cô lại? Tôi cũng ngăn đó chứ, nhưng mà mình tôi ngăn không được. Nếu anh giúp tôi thì chúng ta cùng có lợi đó. Cô muốn tôi giúp cô sao? Thật ra là anh cũng đang giúp chính anh đó. Như vậy chồng tôi sẽ quay về bên tôi, còn Loan là của anh. Tôi sẽ đánh chồng cô. Tôi hoan nghênh đấy, để cho anh ta tỉnh ngộ và trừ cái thói trăng hoa thiên an vỗ tay nói tôi hiểu rồi mà tôi cũng nể người yêu anh đấy ngoài chồng tôi cô ta còn qua lại với ba người nữa cả anh nữa là năm người đó cô ta quả thật là trâu bò nói rồi thiên an đi vào nhà để anh ta đứng đó mơ hồ muối mặt thiên an vừa vào nhà thì loan đi mua đồ về thấy người yêu trước cổng cô ta vui vẻ reo lên Anh Vinh, anh tới lâu chưa, sao không gọi em? Vinh nuốt cục tức nhẹ nhàng nói với Loan Anh vừa mới tới, em đi đâu vậy? Em đi mua hoa quả cho anh yêu ăn đây Anh vào nhà đi Ok, em yêu Vinh và Loan vào nhà ngồi chơi một lúc Thì Loan đi tắm Cô quấn khăn ngang người như muốn gạ gẫm anh Nhưng Vinh chối khéo Anh có việc gấp phải đi bây giờ Chiều mai anh bù cho em yêu sau nhá Vâng ạ, vậy anh yêu đi nhá Loan tiễn Vinh ra cổng, hai người còn ôm hôn tạm biệt. Khi Vinh vừa đi, Loan gọi điện cho Đạt Bình. Anh nghe, "Alo, anh yêu đã về chưa? Sang nhà em đi, hôm nay anh trai em lại không tới. Anh đang trên đường về, chờ anh nhé." Người này vừa đi thì người khác tới, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Đạt Bình đi làm về, anh sang thẳng nhà Loan luôn, nhưng cả hai đều không biết rằng Vinh đã âm thầm quay trở lại và lén lút đợi ở cửa. Khi cả hai đang ôm nhau trong phòng khách thì Vinh đẩy cửa đi vào khiến Đạt Bình và Loan bất ngờ. Đạt Bình hỏi ai về em? Khi Loan còn ấp úng thì Vinh đã trả lời tôi là Vinh, người yêu của Loan, có phải anh là Đạt Bình? Thẳng hàng xóm khốn nạn. Thế là hai người đàn ông chỉ vì một con đàn bà lặng lơ mà lao và đánh nhau đạt bình yếu thế anh bỏ chạy về nhà đóng cửa vinh đuổi theo sau gõ cửa ầm ầm thằng khốn mày có gan thì mở cửa ra loan chạy ra van xin anh ơi em xin anh đừng đánh nhau và làm loạn lên nữa không người ta biết hết bây giờ cô bắt cá năm tay nên giờ sợ người ta biết sao tôi chưa thấy ai bị thoã như cô hãy để mọi người biết cả đi thiên an thấy chồng chạy vào phòng khóa cửa cô nghĩ có kịch hay xem rồi. Nói rồi, cô lấy chìa khóa mở cửa, còn chỉ chỗ cho Vinh, chồng tôi trong phòng ngủ đấy. Thế là, Vinh lại vào đánh đạt bình thừa sống thiếu chết. Cũng may, anh ta chạy được ra ngoài mới thoát thân. Mấy ngày sau, anh ta không dám về nhà vì sợ Vinh sẽ quay lại. Vinh còn tung tin khắp nơi Khiến cái ghế cán bộ cấp cao của Đạt Bình lung lay Tin Đạt Bình ngoại tình Bị đánh dần dần khắp các trang nhất anh ta tức lắm, nhất là khi biết chính Thiên An là người thông đồng với Vinh, khiến cho anh thị bị đấm cho tươi tả. Một tuần sau, Đạt Bình mới dám trở về nhà, thấy anh ta Thiên An vẫn thản nhiên, Đạt Bình nghiến răng nói, "Tôi không ngờ đấy Thiên An, cô thâm độc lắm, cô làm tôi bất ngờ đấy." Sao bằng anh được chứ? Bất ngờ, Đạt Bình rút khẩu súng ra, anh ta lớn giọng hét vào mặt Thiên An tôi đã nói rồi, sao cô còn dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi? cô còn dám phá tôi, có phải cô muốn chết không? nếu cô muốn chết thì tôi cho cô tọa nguyện. Thiên An còn đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng gì thì đoàng tiếng súng vang lên. trong lúc tức giận, Đạt Bình đã bắn vào bụng Thiên An. cô đau đớn gục xuống sàn nhà. lúc này Đạt Bình mới thức tỉnh anh ta luống cuống hoảng sợ, thấy Thiên An nằm trong vũng máu, nhưng anh ta không đưa cô đi cấp cứu, anh ta bỏ mặc Thiên An và lái xe bỏ trốn. Ngay giây phút đó, Thiên An mới nhận ra trong lòng anh ta vốn dĩ không hề có cô, sống chết cũng không quan trọng, không có một phần trăm nào dành cho cô. Cảm giác thất bại ê chề, Thiên An cố gắng chút sức lực cuối cùng với lấy điện thoại bấm số của Nam Phong nhưng cô không kịp nói gì đã ngất đi alo alo em có đó không sao em không trả lời alo không nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia nam phong vội chạy đến nhà của cô thấy mở cửa anh chạy vào tim anh như có ai bóp nghẹn khi thấy thiên an nằm trên sàn nhà thiên an thiên an em sao vậy nam phong vội gọi xe bế cô đi đặt mình sau khi lái xe được một đoạn anh ta định thần lại và nghĩ nếu bây giờ mình trốn là mình tự nhận tội công danh sự nghiệp sẽ tiêu tan mạng đền mạng thế là hết mình phải quay về để xóa hết dấu vết anh ta quay xe lao thẳng về nhà về đến anh ta còn không thấy thiên an đâu vết máu vẫn còn nhưng thiên an đã biến mất anh ta vội lau sạch mọi thứ anh ta đã bình tĩnh lúc này vẻ mặt anh ta lộ rõ sự độc ác và dường như đang tính toán điều gì đó anh ta bây giờ đã leo lên lưng cọp thì phải cố bám trụ thôi chứ không còn cách nào khác nữa. Thiên An được đưa vào bệnh viện. Anh là người đứng ra lo liệu tất cả. Anh không báo cho ai hết vì muốn giữ im lặng đến khi Thiên An tỉnh lại để hỏi rõ mọi chuyện. Vì anh nghi ngờ Thiên An bị đạt bình bắn. Bây giờ Thiên An chưa tỉnh nhưng anh vẫn lờ mờ đoán được đây là vụ án giết người có chủ đích nên anh không thể mạo hiểm. Nam Phong chi một khoản tiền lớn để bảo mật thông tin của Thiên An ở viện. Đạt Bình dọn dẹp xong, hắn mở camera lên xem thì thấy Nam Phong là người đưa Thiên An đi. Hắn cho người tìm kiếm Nam Phong nhưng không ra. Hắn tức tối rồi lại lập luận rất nhanh. Nếu Thiên An chết thì chắc hẳn Nam Phong đã báo án nhưng đưa thiên an đi vậy thì chắc chắn thiên an chưa chết mà cô ấy lại bị thương nặng như thế thì chỉ có đưa vào bệnh viện gần đây mà thôi chắc chắn mình phải tìm ra nói rồi đạt bình gọi cho trợ lý riêng của mình đến nhà và bàn bạc anh ta nói ra ý kiến của mình sau đó lại lùng sục khắp các bệnh viện lần này anh ta mua chuộc y tá ở bệnh viện để tiết lộ thông tin bệnh nhân vì vậy chỉ sau một ngày người của đạt bình đã tìm ra thiên an anh ta về báo cáo thưa anh tôi đã tìm ra cô ấy rồi ạ đạt bình lạnh người hỏi anh ta thiên an đang ở đâu cô ấy ở bệnh viện x bệnh viện giấu thông tin nên chúng ta mới khó tìm ra như vậy tình hình cô ta thế nào vết thương khá nặng đó cô ấy vẫn chưa tỉnh là nam phong chi trả tất cả cũng chính anh ta đã chi ra số tiền lớn để giấu thông tin đó ạ tôi e là anh ta cũng không phải là người tầm thường đâu ạ tôi không tin thằng nghèo kiết kia lại hơn được ai mà thôi mặc mẹ nó đi cậu nói cô ta vẫn chưa tỉnh đúng không dạ đúng ạ à. vậy là chưa bị bại lộ nhân lúc này hay thuê người thủ tiêu cho gọn gàng luôn đi cô ta chết thì không ai biết sự thật này nữa thế còn phía cảnh sát thưa sếp bên đó để tôi lo anh cứ lo thủ tiêu thiên an là được tôi sẽ tạo hiện trường giả là thiên an tự tử vì trầm cảm còn cậu đi làm việc luôn đi cùng lúc đó nam phong đứng ngoài nhìn thiên an đã hơn hai ngày nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh anh rất sốt ruột đến phòng của bác sĩ hỏi bác sĩ tại sao cô ấy mãi chưa tỉnh tôi đã nói với anh rồi vết thương của cô ấy khá nặng lại mất máu nhiều nên chưa thể tỉnh lại liền được người nhà nên kiên nhẫn chờ đợi thế phải chờ đợi bao lâu nữa chứ chuyện này chúng tôi không dám nói trước nhỡ cô ấy không tỉnh thì sao có người nhanh người chậm có người mất cả năm kìa Tôi đã nói với anh rồi nên kiên nhẫn chờ đợi. Tôi hiểu rồi, mong bác sĩ giúp đỡ, tiền bạc với tôi không là vấn đề. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Anh bình tĩnh và tin tưởng nhé, nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại. Cảm ơn anh ạ. Nam Phong lặng lặng đi ra ngoài. Anh không thể nào ngờ được cô lại nằm thực vật như vậy Khó khăn lắm anh mới được gặp và quen với cô, mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Anh để Thiên An nằm lại đó, về nhà xử lý công việc, anh dặn y tá, bây giờ tôi có việc phải đi, cô phải ở bên cạnh cô ấy nhé. Tôi đi chừng 4 tiếng thôi, nên nhất định cô không được để cô ấy một mình nhé. Anh cứ về đi ạ. Thông tin Nam Phong rời khỏi bệnh viện ngay lập tức đến tai đạt bình, anh lập tức điều người trà trộn vào bệnh viện để đưa Thiên An. Nữ y tá trực ở phòng viện còn thở dài nhìn Thiên An nói, chị phải mau tỉnh lại nhá. Em thích nghe chị hát lắm, một người hát hay, lại có cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước như chị, sao lại ra nông nỗi này. Em nhìn còn thấy thương và tiếc cho chị, thế nên chị phải mong chóng tỉnh lại nhá. Gia đình chị chắc là lo lắng cho chị lắm, và còn có nhiều người đang đợi chị nữa. Hai người y tá đứng ở ngoài cửa, Phương ơi, bác sĩ Lâm gọi em sang phòng anh ấy kìa. Bác sĩ Lâm ạ? À, nhưng mà em đang trực đây. Để đấy chị trông cho, em cứ đi đi, kẻo bác sĩ đợi. Thế chị trông giúp em nhá. Ừ. Nữ y tá Phương vừa ra khỏi phòng thì nữ y tá kia đã ra hiệu cho người đi cùng mình vào phòng của Thiên An, vào đi, tôi đứng ngoài này canh. Người đi cùng chính là tay sai của Đạt Bình, hắn lèn vào rồi tiêm một dung dịch vào bình truyền của Thiên An và rời đi. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Đạt Bình, camera cũng hỏng lúc đó. Đạt Bình quá nguy hiểm nên một y tá như Phương không thể nào ngờ được. 30 phút sau, khi cô quay lại, mọi chuyện vẫn bình thường, Thiên An vẫn nằm đó, nhưng không ai biết chất độc đang ngấm dần vào người cô. Trợ lý gọi điện cho Đạt Bình báo cáo tình hình, "Tôi nghe, tôi đã xử lý gọn gàng, sếp yên tâm nhé, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa, cô ta sẽ chết chứ?" nặng thì chết, nhẹ thì mãi mãi nằm thực vật. Cô ta nhất định sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, khá lắm. Tôi sẽ thưởng cho cậu một tỷ nhá, kìa sếp. Tôi đã làm giúp sếp bao nhiêu việc mà. Em đợt này đang có chút việc, sếp cho em xin thêm là 10 tỷ nhá. Cái thằng này, sếp đừng keo kiệt thế chứ. Thôi được, tôi sẽ chuyển cho cậu. Vâng sếp ạ. À. Tên trợ lý tắt điện thoại rồi cười khẩy. <laughs> Mọi chuyện đâu có kết thúc nhanh như vậy được Còn dài lắm Sếp cứ từ từ mà gửi tiền cho tôi Bỏ công tôi làm tay sai cho sếp bao năm qua Tôi sẽ dần dần lấy hết tất cả Sau khi chắc chắn Thiên An sẽ không bao giờ tỉnh lại Anh ta bắt đầu diễn một màn kịch người chồng tốt Anh ta thông báo Thiên An mất tích và đang tìm cô Thông tin ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mất tích lại ẩm ý các báo mạng anh ta nói với người nhà Thiên An để họ đến viện chăm sóc cho cô. Trước những cánh phóng viên đang cố gắng quay phim chụp hình Thiên An, anh ta vỡ khóc. "Vợ à, em mau tỉnh lại đi, không có em anh sao sống được chứ? Em đừng để mặc anh một mình." Anh ta diễn còn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Mẹ Thiên An thì đứng chết lặng. Bà không ngờ con gái mình mới tuần trước còn về ăn cơm với mình mà giờ đã nằm bất động đây. Rồi bà gào khóc hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ơi, vợ con bị trầm cảm, dạo này cô ấy không thể ngủ được. Con khuyên đưa cô ấy đi khám, nhưng cô ấy nói để xong việc sẽ tự đi. Nhưng mà chưa kịp đi, cô ấy đã tự tử rồi. Trời ơi, con phải làm sao đây mẹ ơi? Mẹ Thiên An không biết chuyện gì nên bà tin vào lời con rẻ, nhưng Nam Phong đứng một bên thì lại không. Tôi nghi ngờ có người hãm hại cô ấy, anh đã báo cảnh sát chưa? Tôi báo rồi, cảnh sát cũng đã đến nhà tôi điều tra cả rồi. Cô ấy đã mua súng và bắn vào bụng mình. Tôi không tin, Thiên An không phải là người sẽ hành động như vậy. Một người ngoài như anh thì biết gì? Ở đây có tôi chăm sóc vợ tôi rồi. Nam Phong nhìn đạt bình, anh ra ngoài, chúng ta nói chuyện nói rồi hai người đi ra ngoài sao có chuyện gì nói nhanh đi tôi còn vào chăm vợ tôi nữa nam phong thẳng thắn chính anh là người đã bắn thiên an có đúng không <laughs> tôi đã nói rồi cô ấy là bị trầm cảm nên mới tự tử không liên quan đến tôi một người ngoài như anh nên cẩn thận cái mồm nhá kẻo có ngày cái mồm làm hại cái thần đấy trước đó anh đã phản bội cô ấy rồi ép cô ấy ly hôn chính anh là kẻ đáng nghi nhất đấy tôi sẽ kiện anh tội vu khống đấy nhá. Tôi không hề vu khống, tôi chỉ là đang nói sự thật. Vậy bằng chứng đâu? Nếu anh không đưa ra được bằng chứng thì đó chính là vu khống. Một khi Thiên An tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi, tôi không bao giờ tin anh. Anh không tin tôi thì cũng được, nhưng mà cảnh sát mà anh cũng không tin, hay là anh cũng bị trầm cảm, bị điên như vợ tôi rồi. Thôi, tôi phải vào với vợ tôi đây nam phong không tin lời đạt bình nhưng khi anh tìm tới công an thì đúng là họ thông báo cô bị trầm cảm và tự tử sau đó cảnh sát đuổi nam phong mời anh về nam phong bị cảnh sát lôi ra ngoài nhưng anh vẫn cố gắng sao có anh không điều tra đạt bình chính anh ta là người đã bắn thiên an đấy trước khi anh tố cáo ai đó thì anh phải có bằng chứng dù là bằng chứng nhỏ nhất chứ không nói không thì không có căn cứ chính anh ta là người đã đánh và đòi ly hôn với thiên an mà thì nếu anh ta bắn thiên an sao anh ta không bỏ trốn mà lại ở viện chăm sóc làm gì thôi anh về đi để chúng tôi còn làm việc nam phong không thể nào chứng minh được đạt bình chính là hung thủ nên anh đành quay về tìm cách khác còn đạt bình thì từ ngày hôm đó anh ta làm tốt cái vai diễn người chồng tốt yêu thương vợ còn thiên an mang tiếng trầm cảm tự tử ai cũng thương xót cho cô xinh đẹp giỏi giang sự nghiệp đang trên đỉnh cao lại vậy thì thật là đáng tiếc thấy thiên an không có dấu hiệu hồi phục anh đưa cô về nhà và thuê người chăm sóc trước mặt mọi người đạt bình luôn tỏ ra mình là người tốt chăm sóc thiên an đến từng chút một nhưng khi chỉ có một mình thì anh ta lạnh nhạt em ngu thì em chết thôi thiên an à em nghĩ mình đấu lại được với anh sao nếu lúc trước em ký vào tờ đơn ly hôn thì giờ em đâu phải nằm như thế này, chồng có khác gì chết không kia chứ. Em cứ nằm đó mà ngẫm lại sự ngu sốt của mình đi. Đạt Bình thấy vui lắm, từ giờ không còn ai kiểm soát anh ta nữa, thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh ta sang nhà Loan chơi, dù biết Loan lăng nhăng nhưng anh ta vẫn si mê cô ta, muốn cô bỏ những người kia để chung thủy với mình nhưng bản tính con người Loan đã lăng nhăng bắt cá nhiều tay, giờ muốn cô chung thủy với một người e là khó. Loan lại đây. Có chuyện gì với anh? Em sang ở với anh nhé. Anh muốn chăm sóc và cho em một cuộc sống êm đẹp. Anh bị điên sao? Anh không sợ mọi người bàn tán sao còn dám đưa nhân tình về sống với vợ? Cô ta giờ nằm thực vật một chỗ có biết gì đâu, em sang đó ở đi. Loan bĩu môi, không. Thế nếu một ngày cô ta tỉnh lại để cô ta đánh chết em à? Cô ta không thể tỉnh lại được nữa đâu Thế em sang ở với anh Còn nhà em thì sao Cứ để đây hoặc em cho thuê cũng được Sang ở với anh thì em được gì Em muốn gì cũng được Tất cả những gì của anh đều là của em Em chỉ thích tiền thôi Em muốn 10 số Được không thành vấn đề Anh sẽ chuyển cho em làm quà chào mừng Nhưng em phải chắc chắn chỉ của mình anh thôi Em phải dẹp hết các mối quan hệ mập mờ của em đi Vâng em chỉ có mình anh thôi em nhớ nhá anh không muốn có chuyện như lần trước xảy ra nữa đâu đấy em chắc chắn mà trước là do vợ anh còn sờ sờ ở đó nên em mới vậy giờ em về sống với anh là em đã xác định rõ ràng với anh rồi giờ anh chuyển tiền cho em đi anh chuyển rồi đấy tiền về tài khoản loan thu dọn đồ đạc để sang nhà đạt bình vì nhà đối diện nhau nên việc chuyển nhà cũng đơn giản loan sang nhà đạt bình như bà chủ thực thụ giúp việc đâu Ra đây tôi bảo coi Dạ tôi đây ạ Để tôi tự giới thiệu nhá Tôi là Loan Vợ sắp cưới của Đạt Bình Từ bây giờ tôi là chủ nhân mới của ngôi nhà này Và làm chủ của gì Dì có ý kiến gì không Dạ vâng tôi không có ý kiến gì cả Ừ thế chị An nằm trên tầng à Dạ vâng cô ấy nằm trên tầng Và có người chăm sóc riêng ạ à? Để tôi lên xem chị ấy Dì dạ, đi nấu cơm đi tôi muốn ăn hải sản Vâng cô ạ Loan đi vào phòng, thấy Thiên An nằm đó, người chăm sóc đang lau tay chân cho cô ấy. "Xin chào." "Dạ chào cô ạ. À. Chị An thế nào rồi?" "Dạ cô An vẫn thế ạ." Loan nhìn Thiên An rồi thở dài. Khổ thân, đang khỏe mạnh yên lành thì tự nhiên giờ lại nằm thực vật ở đó, thế cô tiếc không chứ. Đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Tôi là Loan vợ sắp cưới của Đạt Bình. Từ bây giờ tôi sẽ ở đây. Cô tên gì? Dạ, tôi tên là Vân ạ. Người chăm sóc của cô Thiên An ạ. hừ cô vất vả rồi, cố gắng nhé. Vâng ạ. À mà cô Loan ơi, tôi hỏi chuyện này. Có gì cô thứ lỗi cho tôi ạ? Ừ hỏi đi. Tôi tưởng cô Thiên An và cậu chủ là... Sao cô lại nói là vợ chưa cưới ạ? Cô mới tới nên chưa biết thôi. Thật ra anh Bình và chị An ly hôn rồi. Nhưng anh ấy là người tử tế nên mới để chị an lại đây chăm sóc đó ra là vậy ạ à. cậu bình tốt thật ấy trước giờ anh ấy vẫn vậy dì vân vừa ra khỏi phòng mặt loan đã bắt đầu thay đổi thái độ <laughs> cảm giác nằm thực vật thế nào vậy chị khó chịu lắm đúng không mới hôm nào ý, chị còn hống hách đứng trước mặt tôi thế mà bây giờ lại nằm đây cuối cùng ấy chị cũng là người thua cuộc thôi tôi thương thay cho chị đấy loan nhìn thiên an bằng ánh mắt thả hê từ giờ em sẽ thay chị là vợ anh bình làm chủ ngôi nhà này nhìn chị như này thì có khác gì chết đâu chị nên ngừng thở sớm đi để còn bớt khổ cho cả mọi người chị chết đi loan nhìn máy thở bên cạnh giường của thiên an đầu cô nảy lên suy nghĩ sẽ có ngày mình rút ống thở kia ra cho chị ta đi chầu diêm vương đơn ly hôn của đạt bình và thiên an cũng được giải quyết xong chính đạt bình là người cầm tay thiên an ký cô nằm đó có biết gì đâu một mình anh ta tự biên tự diễn nhờ có quyền có tiền nên mọi chuyện anh ta giải quyết rất gọn lẹ chỉ sau hai tuần thiên an nằm thực vật anh ta đã ly hôn với cô và cũng đã đi đăng ký với loan khi đã thành vợ của đạt bình loan tìm cách tống cổ thiên an đi loan ngồi vào lòng đạt bình làm nũng anh à vợ bảo cái này có chuyện gì vậy bây giờ anh và chị an đã giải quyết xong hai người không còn liên quan gì nữa sao anh không đưa chị ấy về cho gia đình chị ấy chăm sóc còn giữ chị ấy ở đây làm gì cho mệt người ra ạ đạt bình tất nhiên muốn đẩy thiên an đi cho khuất mắt nhưng anh ta sợ một ngày nào đó thiên an tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ lộ và anh ta sẽ tiêu tùng mất, nên anh ta không dám đẩy Thiên An đi, anh ta phải để Thiên An lại đây để giám sát và canh chừng, nên anh ta nói dối với Loan. "Loan à, em cứ để cô ta nằm đó có đáng gì đâu?" Loan không biết âm mưu của Đạt Bình, nên cô ta nghĩ Đạt Bình vẫn còn tình cảm với Thiên An nên cô ta ghen. "Có phải anh còn tình cảm với cô ta chứ gì? Em điên à?" anh mà còn có tình cảm với cô ta sao anh còn ly hôn với cô ta làm gì không bao giờ có chuyện đó đâu nên vợ yên tâm nhá thế anh đưa chị ta về nhà chị ta đi loan nằm vẻ mặt giận dỗi thật ra anh để cô ta ở đây là vì anh đã hứa với pan hâm mộ của cô ta sẽ chăm sóc cô ta đến khi mất nên bây giờ anh không để cô ta đi được em cũng biết là cô ta có nhiều pan thế mà chả có ai mà lại đi chăm sóc vợ cũ như anh vậy cả cô ta không trụ được lâu đâu Cùng lắm là nửa năm Em đừng ghen với người sắp chết làm gì nhá Anh yêu em Em không ghen Nhưng mà em thấy chị ta ở đó ngứa mắt lắm Thì em đừng lên đó Em xem như nhà mình nuôi thêm chó đi Em vẫn không vui Thì anh đưa em đi mua đồ nhá Loan ngoài mặt đồng ý Nhưng trong lòng cô ta vẫn tức tối lắm Cô ta sợ Một khi thiên an tỉnh dậy Sẽ cướp đi tất cả Những gì cô ta đang có nên cô muốn thiên an biến mất đạt bình và loan vừa rời khỏi nhà thì nam phong đã đứng trước cửa nhà đạt bình anh phải theo dõi đạt bình và cũng vì hai lần trước nam phong ghé nhưng đạt bình có nhà nên anh không thể vào thăm thiên an được vì anh ta không cho nên lần này anh phải canh lúc đạt bình không có nhà anh tới bấm chuông cửa dì lan ra mở cửa cậu tới tìm cậu bình à không tôi tới thăm thiên an À, cháu là anh trai Thiên An mới từ bên nước ngoài về Nghe tin nó bị bệnh nên cháu về thăm À vâng mời cậu vào Dì Lan đưa Nam Phong vào lên tầng 2 nơi Thiên An nằm Vân ơi có anh trai của Thiên An tới chơi này Vâng ạ mời anh vào Nam Phong nói dối là anh trai Nên hai dì cũng không nghi ngờ gì Còn chủ động đi ra ngoài để anh được ngồi chơi thoải mái Nam Phong bật khóc khi thấy Thiên An nằm đó Anh đau lòng nhìn cô gái anh thương nằm đó thiên an em mau quay tỉnh lại đi nam phong biết mình không thể ở lại đây lâu anh nhìn quanh thấy đạt bình vì sợ lộ chuyện mà không lắp camera lắp đặt nên anh sẽ đặt một máy nghe lén ở dưới giường của thiên an nằm như vậy khi anh không có ở đây anh sẽ nghe lén được gì đó trong phòng của thiên an để đảm bảo cô vẫn được an toàn cũng như tìm ra được bằng chứng gì đó anh vẫn không tin Thiên An bị trầm cảm và càng không tin cô tự tử. Nhất định là Đạt Bình đã hại cô ấy, nhưng anh không có bằng chứng nên vẫn chưa làm gì được. Sau khi anh lắp đặt xong, anh nắm tay Thiên An và nói, An à, em cố gắng lên nhá, em nhất định phải tỉnh lại để làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh sẽ chờ tới ngày em tỉnh lại, giờ anh phải về đây, chứ nếu để Đạt Bình biết anh tới thì sẽ rắc rối cho em lắm. Em nghỉ ngơi đi. Nam Phong tạm biệt Thiên An, anh hôn tay cô rồi rời đi. Đạt Bình đưa Loan đi mua sắm thì tên trợ lý lại gọi. Có chuyện gì đấy? Sếp à, em đang cần gấp 3 tỷ, sếp cho em mượn nhá. Đạt Bình tức giận nói, tiền chứ không phải là lá, mà cậu nói mượn là mượn dễ thế được. Kìa sếp, em làm sai vặt cho sếp suốt bao năm, giúp sếp giải quyết bao nhiêu chuyện, cả phạm pháp em cũng làm, mà giờ sếp lại chi ly với em thế sao? Sếp chuyển luôn cho em nhé em đang cần gấp. Nói rồi anh trợ lý tắt máy, đạt bình tức lắm, chuyện mới xảy ra được nửa tháng nhưng tên trợ lý đã đòi tiền của anh ba lần, lần nào cũng mấy tỷ. Nếu cứ như vậy, số tiền nghìn tỷ kia trả mấy chốc mà đi tong. Đạt Bình điên người, nhưng anh không thể làm gì vì tên kia biết quá nhiều bí mật của anh. Anh chửi thề mấy câu, nhưng vẫn chuyển tiền cho tên kia. Nhìn thấy vẻ khó chịu của chồng, Loan hỏi có chuyện gì thế? đưa vợ đi mua sắm mà mặt thế kìa. à không, anh đang bực chuyện công việc thôi. em thích gì cứ mua đi. em mua xong rồi đấy, anh ra thanh toán đi mình còn về. ok vợ. Đạt Bình về tới nhà thì nghe gì Lan kể, có anh trai cô An. lúc nãy thích chơi cậu ạ. À? anh trai? vâng, cậu ấy bảo mới ở nước ngoài về thế thăm. Đạt Bình nhớ đến Thiên An có một người anh trai ở Đức nên anh ta gật đầu không nghi ngờ gì cả loan thì lầu bầu phiền thật sự đã bảo đưa cô ta về cho bố mẹ cô ta thì không chịu anh cứ thích lo chuyện bao đồng em anh đã nói rồi mà em không chịu hiểu cho anh sao sao em phải hiểu chả có ai ly hôn rồi mà còn giữ vợ cũ lại chăm sóc như anh không nếu anh là em anh có thấy khó chịu không cô ta cũng có sống được bao lâu nữa đâu em lại thế nữa rồi anh cứ nói vậy nếu cô ta không chết mà tỉnh dậy thì anh tính sao chắc chắn thiên an sẽ không tỉnh lại được đâu anh lấy gì mà chắc chắn thế đầy người ngoài kia nằm thực vật mấy năm cũng tỉnh lại được đó nhưng mà thiên an thì không có cơ hội đó đâu vì sao chứ vì anh không cho phép loan thấy hoang mang lắm anh nói vậy là sao có ý gì à thì anh thấy bác sĩ bảo cô ta nặng lắm không có cơ hội tỉnh lại Giờ chỉ chờ ngày chết thôi Nên em đừng lo nha Vâng Loan ngập ngừng trả lời Từ ngày lắp máy nghe lén Nam Phong không bỏ sót giây phút nào Nhưng anh vẫn không nghe thấy gì cả Chỉ có người chăm sóc Thiên An Đã hai ngày liền Cả Đạt Bình và Loan đều không lên phòng Thiên An Anh sót cô lắm Nên anh tới nhà mẹ của Thiên An Để bàn chuyện đón cô về Bác ăn cơm chưa ạ? Phòng đây hả cháu? cháu ngồi đi. Dạ, tình hình sao rồi bác? Bác đã làm việc với luật sư rồi, hy vọng là sẽ đón được con bé về. Vâng, cháu lấy làm lạ. Anh ta đã âm thầm ly hôn Thiên An, cũng đã đưa vợ mới về nhà. Nhưng vì sao lại không chịu để bác đón Thiên An về? Bác cũng không biết nữa. Nó có nhiều lý do lắm. Bác không tin lời nó nói đâu. Cháu cũng không tin là Thiên An bị trầm cảm rồi tự tử đâu bác. Ừ, nó vẫn bình thường. Thế mà cảnh sát lại kết luận nó bị trầm cảm, đúng là khó tin. Nếu Thiên An tỉnh dậy thì sẽ rõ. Cháu nghĩ chính vì vậy mà Đạt Bình mới cố gắng giữ Thiên An lại. Cháu sợ nếu cứ thế, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Ừ, chúng ta đi gặp luật sư. Vâng, để cháu đưa bác đi ạ. Đến ngày thứ ba theo dõi, cuối cùng anh cũng đã nghe tiếng của Loan. Ngay lập tức, anh bấm ghi âm lại. Đạt Bình đi ra ngoài, Loan mới lên và nói hết những ấm ức. Sao chị không chết đi Chị nắm thế có khác gì chết đâu Vậy chết đi cho đỡ khổ người khác Chị có biết chị ở đây tôi khó chịu thế nào không Hai người đã ly hôn rồi Tôi và anh ấy cũng đã kết hôn rồi Nói rồi loan cười Cô lại chẹp miệng nói tiếp <laughs> Mà thực ra anh ấy có yêu gì chị đâu Anh ấy cưới chị cũng chỉ vì một nghìn tỷ kia thôi Anh ấy yêu tôi Biết tôi lăng nhăng Nhưng mà anh ấy vẫn tha thứ và ở bên cạnh tôi chị thấy mình thất bại nhục nhã chưa thôi chị chết sớm mà giải thoát đi chị thấy những lời nói cay nghiệt đó nam phong sợ loan sẽ làm hại đến thiên an nên anh vội chạy đến nhà của thiên an thấy chuông có người đến loan mới đi xuống anh là ai vậy tôi là bạn trai của cô ấy tôi muốn đến thăm à nhưng mà chồng tôi dặn không được để anh vào nam phong đúng không nhỉ anh thông cảm và về đi nhé tôi muốn thỏa hiệp với cô để đón thiên an về tôi biết chắc cô cũng không vui vẻ gì khi cô ấy ở đây tôi đón cô ấy về thì cô cũng được thoải mái ý cô sao anh muốn chúng ta liên kết ư <laughs> được nhưng mà để tôi suy nghĩ đã anh để số điện thoại lại có gì tôi liên lạc ok tôi chỉ muốn đón thiên an thôi còn lại thì tôi không quan tâm tôi hiểu rồi tôi sẽ báo cho anh sau Nam Phong tới gặp luật sư và đưa đoạn ghi âm kia ra. Nhưng luật sư nói đoạn ghi âm kia không có giá trị vì chưa có tính thuyết phục để nếu kiện sợ sẽ thất bại. Nhất là khi Đạt Bình còn là cán bộ cấp cao, quan hệ rộng, còn Nam Phong lại chẳng có gì, anh yếu thế hơn hẳn. Nam Phong buồn bã đi về, cả đêm anh không ngủ được vì lo cho thiên an. Anh sợ người có tính tình như Loan sẽ không biết khi buồn, khi giận, cô ta sẽ làm gì thiên an. Nghĩ tới đó, vừa sáng, anh lại tới nhà Đạt Bình. Thấy Đạt Bình rời khỏi, anh lại cố gắng tiếp cận Loan để thuyết phục cô ta. Vừa thấy anh, hơi, anh lại tới đó à? Cô suy nghĩ sao rồi? Anh ra quán cà phê nào đó đi, rồi gửi địa chỉ cho tôi. Nói chuyện ở đây không tiện đâu. Được. Nam Phong và Loan gặp nhau ở quán cà phê. Loan thẳng thắn. Anh muốn đưa Thiên An đi, đúng không? Đúng, tôi đưa cô ấy đi rồi. Thì cô cũng thấy vui vẻ hơn đấy. Cô giúp tôi nhé. Được, anh hãy đưa Thiên An đi càng xa càng tốt. Nói thật, bình giữ cô ta lại, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi đã có cách, chỉ cần cô làm theo cách của tôi thì chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Nếu đạt bình mà biết thì xảy ra chuyện lớn đấy. Cô yên tâm đi, tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng. Anh làm sao thì làm, miễn đừng để tôi dính dáng đến vụ này là được. Nếu anh ta mà biết thì có mà chết cả lũ. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi khuyên chân thành cô nên cẩn thận với Đạt Bình. Đừng để một ngày cuộc sống của cô cũng bị phá hủy như thiên an. Chuyện đấy anh không cần phải lo cho tôi. Loan và Nam Phong tiếp tục bàn bạc kỹ lưỡng bằng mọi giá kế hoạch phải thành công và Nam Phong phải đưa được Thiên An đi. 3 giờ sáng, lúc Đạt Bình đang ngủ phòng ăn của nhà anh ta bỗng nhiên khói um tùm rồi bốc cháy. Nghe tiếng dì Lan kêu, Đạt Bình và Loan chạy ra, khói đã lan ra tận nhà bếp, điện cũng bị cúp. Hai người vội vàng cuống cuồng cùng dì Lan dập lửa. Vân ở trên tầng cũng vội vàng chạy xuống giúp. Loan vừa dập lửa vừa canh chừng Đạt Bình. Cô cho Nam Phong một chiếc chìa khóa nên anh có thể dễ dàng mở cửa vào nhà chạy lên tầng và bế Thiên An đi loan cố tình để đặt bình dập những góc khuất nên anh ta không nhìn thấy nam phong xe của nam phong đã đỗ trước cửa nhà bế được cô ra xe anh lập tức lái xe thật nhanh ra khỏi thành phố dập xong đám cháy cả bốn người mặt mũi đen nhẻm đặt bình thở dài thật may đã dập được lửa mọi người không sao cả chứ loan giả vờ em thấy nhức đầu quá chắc là do em hít nhiều khí độc quá rồi để anh đưa em vào phòng nghỉ nhé vâng ạ vì vậy, Vân ở lại dọn dẹp đám cháy xong xuôi, mới lên phòng của Thiên An thì thấy cô đã mất tích. Vân vội vàng chạy xuống gọi lớn, "Cô Thiên An mất tích rồi cậu Đạt ơi." Đạt Bình vội vàng chạy lên tầng, loan nằm đó, cô cười nhạt, "Quá muộn rồi anh Bình ạ." À. Sáng hôm sau, Đạt Bình vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát tới nhà của Đạt Bình điều tra, nhưng lúc đám cháy diễn ra, điện cũng tắt nên camera không hoạt động. Vì vậy cảnh sát cũng không điều tra được gì Đạt Bình lo lắng lắm Anh ta lồng lên cho người tìm kiếm Thiên An Anh ta sợ rằng nếu một ngày nào đó Thiên An tỉnh dậy Thì sự thật sẽ được phơi bày Lúc đó công danh sự nghiệp của anh ta sẽ tiêu tùng Rồi anh ta sẽ ngồi tù Nghĩ thế đó anh ta đã toát hết cả mồ hôi hột Anh ta cho người tìm kiếm khắp nơi Nhưng cũng không thấy tung tích của Thiên An đâu anh ta nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Nam Phong nên đến tìm Nam Phong nhưng được biết Nam Phong cũng mất tích từ đêm hôm đó. Anh ta trợn trừng con mắt, thẳng chó, thì ra chính là mày, rồi mày sẽ biết tay tao, mày đừng để tao tìm thấy nếu không mày sẽ chết dưới tay tao đó. Trong lúc Đạt Bình đang cuống cuồng tìm kiếm thì người trợ lý của anh ta gọi điện xin tiền, lại chuyện gì nữa đây? Em đây sếp ơi, em lại đang rất cần tiền. Sếp chuyển cho em mượn 3 tỷ nhé. Không có. Sếp lại vậy nữa rồi, ai chả biết sếp giàu có thế nào. Vậy nhé, chuyển luôn cho em nhé. Nói rồi, anh ta lại tắt máy ngang như mọi khi. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay, đúng lúc Đạt Bình đang điên lên, có lẽ hôm nay là ngày tần số của anh trợ lý luôn rồi. Đạt Bình nhắn tin cho anh ta. Tài khoản của tôi đang tạm khóa, anh đến nhà lấy tiền mặt nhé. Ok sếp, em qua liền sau đó anh cho Loan về nhà chơi cả hai cô giúp việc cũng vậy anh lấy cớ sửa nhà sau đám cháy nên không ai nghi ngờ gì cả bây giờ chỉ còn mình đặt bình ở nhà chờ đợi trợ lý tới một tiếng sau anh ta tới em tới rồi đây cậu biết chuyện gì chưa Thiên An mất tích rồi đó hả sao mất tích được chị ấy nằm thực vật mà Nam Phong đã đưa cô ấy đi cậu có chắc chắn cô ấy sẽ không tỉnh lại chứ Em chắc chắn tỷ lệ chỉ có một phần trăm thôi Mà sao thằng đó phải làm thế nhỉ Cậu thôi đi Nếu Thiên An nằm trong số một phần trăm đó thì sao Không có chuyện đó đâu Thôi anh đưa tiền cho em đi Đạt Bình mở ngăn tủ lấy tiền đưa cho anh trợ lý Tiền đây Hồi em cảm ơn sếp nhiều nhá Anh trợ lý đang ôm cặp tiền Thì Đạt Bình đã rút súng ra Thẳng chó Mày định chơi tao đấy à Năm lần bảy lượt Mày uy hiếp tao Mày tống tiền tao Mày giỏi lắm anh trợ lý lúc này mới lắp bắp Anh Sếp Sếp Chưa dứt câu Hai tiếng súng đã vang lên Anh trợ lý chết ngay tại chỗ Lần thứ hai Đạt Bình giết người Nhưng anh ta không hốt hoảng như lần trước nữa Mà bình tĩnh thu dọn mọi thứ Xử lý xong Anh ta tìm cách giấu cái xác đi Anh ta lẩm bẩm Tao đã cho mày biết bao nhiêu Mà mày không chịu tỉnh ngộ Mày ngu thì mày phải chết sau đó đạt bình cho thi thể của anh trợ lý vào bao tải và vác xuống tầng hầm đây là hầm bí mật trong nhà mà chỉ mình đạt bình biết cách mở cũng như sự tồn tại của nó xong việc anh ta quay lại nhà và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra đạt bình tới công an để hỏi thăm về tình hình tìm kiếm của thiên an nhưng vẫn không có tiến triển gì đạt bình càng lo lắng bất an tên nam phong này tính ra cũng không phải dạng vừa gì cả cả cảnh sát đặc vụ mà còn không tìm ra, mình nhất định phải tìm ra Thiên An, không thì mình đi đời mất. Biết thế, lúc đưa cô ta từ viện về, mình đã thủ tiêu luôn rồi, không thì đến cơ sự này, mẹ khiếp. Mục đích của thằng Lam Phong là gì đây? Trong lúc đó, ở một ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao, Nam Phong đang sửa lại cánh cửa sổ, anh mở ra để Thiên An được nhìn thấy cảnh vật xung quanh thiên an ngồi dựa vào cửa sổ đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm nam phong nói chuyện rất vui vẻ thiên an em thấy ở đây thế nào rất tuyệt phải không không khí trong lành khác xa nơi phố thị xô bồ kia có tiếng chim hót tiếng suối nước chảy thiên an vẫn ngồi đó ánh mắt vô định em đó rồi đúng không anh nấu cháo cho em nhé nam phong rất ân cần với cô hai người mới lên đây có một ngày thôi nhưng thiên an bình phục tích cực một cách trông thấy rõ cô ngồi dậy được mở mắt ra được như người bình thường vậy khác xa với lúc ở nhà đạt bình chẳng khác nào cái xác tuy nhiên nhận thức của cô vẫn chưa hồi phục cô ấy không nói gì ánh mắt không có điểm tựa mọi sinh hoạt cá nhân đều do nam phong làm hết Nam Phong vui lắm, anh tỉ mỉ chăm sóc cô như một đứa trẻ, anh đút cho cô ăn, chải tóc, đưa cô ra bờ suối hít thở không khí, ở đây trong lành lại an toàn, không ai có thể tìm thấy họ. Bất chợt, Thiên An quay lại nhìn anh khiến anh giật mình. Em đang nhìn anh đây à? Em phải mau khỏe nhá, không là anh sẽ nhường cơ hội được yêu anh cho người khác đấy. Mau khỏe thì anh cho cơ hội được yêu anh, anh không những đẹp trai còn tốt bụng. Em không tìm được ai như anh đâu, Thiên An vô hồn ngồi đó Còn Nam Phong cứ tiếu tiết vậy Mặc kệ cô có nghe được hay không Cứ như vậy một tháng trôi qua Hai người sống yên bình ở nơi này Thiên An đã tiến triển hơn rất nhiều Tay cô đã cầm nắm được Cũng uống được thêm nước hoa quả Nhưng chiều nay Cô đột nhiên co giật Khiến Nam Phong rất hoảng Anh lấy vội thuốc cho cô uống Nhưng túi thuốc đã bị cắn nham nhở Không còn cách nào Nam Phong đành phải xuống núi để mua thuốc và gạo cùng vào một đồ khác. Anh chờ Thiên An ngủ mới đi. Anh tính, từ đây xuống làng cũng phải mất 50 phút, cả đi cả chạy bộ, như vậy sẽ mất 2 tiếng. Anh không dám nghỉ chút nào dù mệt, anh lo Thiên An ở nhà sẽ phải đợi mình. Nếu Thiên An mà biết chuyện này, chắc cô cảm động lắm. Nhưng mọi chuyện đâu có ngờ, Nam Phong xuống đến làng thì anh bị công an phát hiện và rượt đuổi. Nam Phong không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn bỏ chạy, quăng cả bao gạo. Ra đến đường lớn thì anh bị bắt. Lúc này anh mới biết mình là tội phạm đang bị truy nã toàn quốc. Một tháng qua anh ở trên núi, anh không biết gì, anh bị bắt còn Thiên An lại được Đạt Bình đón về. Anh liên tục kêu oan, nhưng không ai đứng về phía anh. Ngay cả fan của Thiên An, tất cả đều cho rằng anh đã bắt cóc và giam giữ trái phép Thiên An ở trên núi suốt một tháng liền. Cô đã phải khổ cực bao nhiêu. Nhưng đâu ai biết đến sự thầm lặng của Nam Phong. Thấy Đạt Bình đưa Thiên An về lại nhà, loan điên tiết hậm hực. Anh lại đưa chị ta về đây làm gì thế? Anh bị sao thế hả? Em nói ít thôi, anh đã ly hôn rồi, sao con phải vậy? Thôi em đừng nói nữa, anh nhức đầu lắm. Anh còn yêu cô ta, có đúng không? Đạt Bình bực lắm, lúc nóng dậy anh lỡ lời. Một là anh phải canh chừng cô ta, hai là anh phải giết cô ta. Nếu không, mọi chuyện sẽ vỡ lở ra. Em muốn sống vui vẻ bên anh hay là muốn anh chết hả? Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Nghe Đạt Bình nói vậy, Loan rất hoang mang. Anh đang nói cái gì vậy? Em biết thế là được em về phòng nghỉ ngơi đi loan lo sợ cô không biết người chồng mà cô tin tưởng thực tế là người như thế nào đằng sau với ngụy trang kia là một con quỷ dữ không có tính người và máu lạnh đến nhường nào cô lên giường và suy nghĩ cô chợt nhớ lại lần trước khi đi lên cơ quan đạt mình cô nghe mọi người nói chuyện về anh trợ lý anh ta đã mất tích cả tuần nay mà lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh ta là ở trước cổng nhà đạt bình cô lo lắng rồi chợt nghĩ có khi nào có khi nào anh trợ lý mất tích là do đạt bình vì trước đó cô đã thấy anh nổi cáu với tên trợ lý ánh mắt lúc đó y như lúc đạt bình phát hiện thiên an mất tích rốt cuộc đạt bình thiên an và anh trợ lý có liên quan gì đến nhau Thiên An và anh trợ lý bị như vậy có phải do Đạt Bình? Càng nghĩ, cô càng thấy dối. Sáng hôm sau, khi Đạt Bình đi làm, Loan vẫn giả vờ ngủ. Cô nghe tiếng Đạt Bình dặn Vân, cô ở nhà canh chừng Thiên An cẩn thận vào, luôn ở bên cạnh cô ấy 24 trên 24 cho tôi. Cô ấy mà mất tích lần nữa là tôi giết cô đấy. Dạ vâng ạ. Khi Đạt Bình đã đi, loan dậy lục tung các ngăn tủ trong phòng vì cô nghi ngờ đạt bình đang giấu giếm mình chuyện gì đó cô tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc điện thoại cô giật mình khi đó là chiếc điện thoại của anh trợ lý cô mở lên đọc thì thấy đoạn chat của chồng mình và anh trợ lý nhưng tin nhắn uy hiếp đe dọa phải truyền tiền và những lần giao dịch tiền tỷ đạt bình gửi sang cho anh trợ lý lần cuối cùng chính là cái hôm cô và hai người giúp việc về quê Loan run lên, người đầy mồ hôi, không lẽ chính Đạt Bình là người đã hại Thiên Anh và anh trợ lý? Cô hoang mang, đặt lại điện thoại và đi lên phòng của Thiên An. Cô nhìn Thiên An thở dài. Chị biết tất cả về Đạt Bình phải không? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Chị tỉnh dậy, nói cho tôi nghe với. Có phải chị biết tất cả bí mật của anh ấy, nên anh ấy mới bất chấp tất cả để giữ chị lại ở đây đúng không? Anh ấy là người như thế nào? có đáng tin không chị trải qua rồi chị nói đi ánh mắt thiên an vẫn vô hồn loan chợt bật khóc khi thấy cảnh đó phải chăng cô đã chọn nhầm người rồi đúng không cô phải làm sao đây vân đi vào thấy loan khóc cô hỏi chị loan chị sao vậy tôi không sao sao chị lại khóc tôi không sao tôi thấy thương chị thiên an quá thôi thôi tôi đi xuống đây cô vội vàng về phòng và đóng cửa nhưng cô không thể nào ngồi yên được nhân lúc dì Lan không để ý cô đi quanh nhà xem xét vì cô nghi ngờ Đạt Bình đang giấu gì đó ở trong nhà này nhưng nhà quá rộng nên cô không thấy gì cũng không biết Đạt Bình đang giấu gì cô chỉ linh cảm được thế mà thôi ngày hôm sau khi Đạt Bình đi làm cô lại tiếp tục tìm kiếm nhưng cô bị Đạt Bình phát hiện anh ta lôi cô về phòng em đang tìm kiếm gì vậy Em không, có tìm gì đâu, em chỉ đi dạo. Em tưởng là em qua mắt được anh sao? Anh không dễ bị lừa thế đâu. Anh được giấu em chuyện gì à? Hay là anh có tật giật mình? Đạt Bình tức điên lên, anh ta tát bốp vào mặt Loan. Ai cho em nói anh như vậy? Loan bị đánh thì út ức gào lên. Anh nói đi, có phải chính anh bắn chị Thiên An rồi đổ tội cho chị ấy tự tử không? Chính anh làm chị ấy dân nông nỗi đó, cả anh trợ lý nữa lần cuối anh ấy xuất hiện là trước cửa nhà mình đấy. Cũng chính hôm đó em và giúp việc về nhà. Đạt Bình ngạc nhiên trợn trừng mắt. Anh không nghĩ Loan lại biết nhiều đến thế. Anh túm lên Loan. Cô đã biết những gì rồi. Những suy đoán của em là đúng ư. Anh chính là kẻ giết người. Anh không sợ quả báo sao. Em chán sống rồi sao. Không thích an phận. Lại muốn bới móc chuyện của anh lên. Em không muốn sống nữa, có đúng không? đủ rồi đấy anh ra đầu thú đi quá muộn rồi anh đã giết người rồi làm sao có thể quay lại tay anh đã dính máu loan hoảng sợ lắp bắp anh anh nói gì không lẽ anh đã giết anh trợ lý rồi sao đúng vậy anh đã bắn thiên an giết tên trợ lý em nói anh quay lại là quay lại sao đây anh đã đi trên con thuyền này thì không thể nhảy xuống nữa em à anh đi đầu thú đi Không được, công danh sự nghiệp của anh sẽ ra sao Khác gì em nói anh nhảy xuống vực thẳm Đâm lao là phải theo lao Anh đầu thú sẽ được khoan hồng đó anh Anh không thể che giấu mãi được đâu Mạng đổi mạng Em nghĩ ai có thể khoan hồng cho anh đây Thôi em đi vào ngủ đi Loan chỉ có thể khép nép đi theo Đạt Bình vào trong phòng ngủ Đạt Bình ôm Loan Cô không dám thở mạnh Cô không thể ngờ chồng mình người đầu gối tay ấp lại là tên sát nhân máu lạnh như thế loan nhớ tới lời của lam phong trước đó cô sợ một ngày mình sẽ như thiên an cô nằm cả đêm không ngủ cô không muốn sống ở đây nữa cô muốn rời khỏi nơi đầy nguy hiểm này về nhà mẹ đẻ mình nhưng giờ cô biết nói sao với đạt bình để anh cho cô về đây sáng hôm sau loan xin được về nhà mẹ đẻ nhưng đạt bình cau mày anh ta không cho cô về Chẳng phải em mới về đây sao Em về nhà làm gì Mẹ em ốm nên em muốn về chăm mẹ vài hôm Lấy chồng thì phải theo chồng Đừng lúc nào cũng nghĩ đến nhà đẻ như thế Em có như vậy đâu Chẳng qua là mẹ em ốm Nên em mới muốn về Anh nặng lời thế Không đi đâu hết Nói xong Đạt Bình đi làm Loan sợ đến bật khóc Sao có thể không suy nghĩ gì Mà sống bên cạnh một kẻ giết người như vậy Tối hôm đó, khi Đạt Bình về, Loan lại tiếp tục xin cho cô về nhà mẹ, nhưng Đạt Bình không đồng ý, anh ta còn cấm cô không được tự ý rời khỏi ngôi nhà này. Thế nhưng trước nay, Loan vốn bướng bỉnh, cô nói, "Ngày mai em sẽ về nhà mẹ, anh không có quyền cấm đoán em." Nghe vậy, Đạt Bình bừng bừng, anh ta bóp cổ Loan đến khi cô nằm bất động trên giường. Đạt Bình tưởng Loan đã chết, nên anh ta vội đưa cô xuống nhà kho để giấu xác. Anh ta để Loan nằm dưới sàn, tính mai sẽ đi mua đồ để giấu xác. Sau khi đưa Loan xuống nhà kho, anh ta bình tĩnh về lại phòng ngủ như không có chuyện gì, vì phòng của anh ta là phòng cách âm nên hai người giúp việc không biết có chuyện gì xảy ra. Sáng nay, Đạt Bình dậy đi làm như bình thường, vì anh ta có cuộc họp gấp nên anh ta dự tính chiều sẽ mua đồ về để giấu cái xác sau. Dì Lan mua đồ ăn sáng về nhưng không thấy Loan đâu, bà hỏi Cậu Bình, cô Loan đâu sao không thấy cô ấy ăn sáng? Cô ấy chưa dậy sao? Mẹ vợ tôi ốm, nên cô ấy về nhà ngoại mấy hôm. Từ nay cô không phải nấu đồ ăn cho cô ấy đâu. Cô ấy về lúc nào? Sao tôi không thấy vậy nhỉ? Cô ấy đi từ sáng sớm. Vâng cậu. Vân vẫn chưa xuống à? Cô ấy đang lau mặt mũi cho cô Thiên An. Ừ, tôi đi vắng. Hai người ở nhà không được cho ai vào ngay chưa? Kể cả người thân bạn bè. Vâng cậu. Ở trong nhà kho, Loan tỉnh lại, cô hoang mang rồi nhớ lại tối qua, lúc đánh nhau, Đạt Bình đã bóp cổ cô, là anh ta đã nhốt mình ở đây. Mẹ kiếp, cô nhất định phải trốn ra khỏi đây để tố cáo Đạt Bình. Cô ngồi dậy tìm lối ra, nhưng cửa đã bị khóa, lại là tầng hầm cách âm, nên dù cho cô có gào khóc cũng không ai nghe thấy. Cô tuyệt vọng, rồi cô thấy có mùi hôi thối ở đâu đây? cô đến cái thùng xốp to Vì tò mò cô mở ra xem Thì thấy cái tay lòi ra Cô giật mình hét lên kinh hãi Cô gào khóc Buồn nôn Cô cuống cuồng kêu cứu Cứu tôi với Có ai không Xin hãy cứu tôi Mẹ ơi cứu con Nam Phong thì bị giam đã một tuần Hôm nay mẹ anh ấy mới từ nước ngoài về Để bảo lãnh và chạy án cho anh Vừa được thả ra Anh lại tiếp tục tố cáo Đạt Bình nhưng anh vẫn không có bằng chứng. Anh tiếp tục theo dõi trước nhà của Đạt Bình để tìm cách đưa Thiên An đi thêm lần nữa. Nhưng lần này, dì Lan không cho ai vào nhà. Anh đi vòng tìm cách trèo vào nhà, Loan thì vẫn gào khóc trong lo sợ. Cô sợ mình sẽ chết ở đây với cái xác kia. Đang tuyệt vọng thì cô thấy ánh sáng từ cánh cửa. Thiên An! Sao chị? Là tôi đây, cô có ổn không? Chị còn sống hay là đã chết thế? Tôi không sao, tôi đến để cứu cô Ờ, chị khỏi bệnh rồi sao? Từ lúc nào thế? Hôm qua chị còn nằm ở trên giường mà Tôi khỏe lại rồi Mấy ngày qua là tôi giả vơ đó Đi, chúng ta đi Thiên An vừa lại đỡ loan dậy Thì cánh cửa bỗng dưng khép lại Thiên An vội chạy lại nhưng không mở được nữa Chết rồi, cửa không mở được nữa Chết rồi, phải làm sao đây chị? Tôi không muốn chết ở đây đâu Chị nhìn bên kia là xác của anh trợ lý đó bình tĩnh cô hãy tin ở tôi chúng ta sẽ rời khỏi đây đừng sợ tôi tin là anh ta sẽ xuống đây để giấu xác cô lúc đó chúng ta sẽ tìm cách trốn ra ngoài nhưng mà tôi sợ anh ta sẽ giết chúng ta mất đến nước này rồi sợ còn được gì nữa chúng ta phải liều mạng thôi đó là cách cuối cùng tôi hiểu rồi đúng như thiên an dự tính anh ta trở về mang theo túi bóng băng dính kéo và thùng xốp vừa về đến đã thấy loan hốt hoảng cô an lại biến mất rồi cậu bình ơi tại sao vậy còn vân đâu tôi không biết đặt bình chạy lên phòng thiên an đã biến mất vân thì bị trói và bịt miệng trong nhà vệ sinh anh mở trói cho vân rồi hỏi thiên an đâu cô an cô an sao cô an cô ấy tỉnh lại rồi chính cô ấy đã đánh và trói tôi ở đây cô ấy chạy đi rồi ạ có chuyện đó sao anh ta vội xem camera nhưng không thấy thiên an ra khỏi nhà anh ta chợt nghĩ tới tầng hầm có khi nào cô ta biết mình giấu loan dưới tầng hầm không nhỉ sau đó anh ta bảo hai người giúp việc đi ra ngoài mua cho anh ta chút đồ vì sợ hai người biết đến tầng hầm bí mật anh ta lấy khẩu súng ngắn từ từ đi vào tầng hầm anh ta mở cửa ra cẩn thận từng chút một nhưng chỉ thấy loan nằm đó anh ta mới chủ quan và ngồi xuống kiểm tra loan lúc này Thiên An nấp cạnh thùng xốp, cô nhặt được chiếc kéo mà lần trước Đạt Bình bỏ quên, cô lại đâm vào gáy Bình, khiến anh ta hét lên đau đớn. Lúc này Loan mới vùng dậy, cầm lấy súng rồi cùng Thiên An chạy ra ngoài. Loan ơi, nhanh lên, không cửa đóng bây giờ. Nhưng Loan đang đuối sức nên cô lảo đảo chạy, bị Đạt Bình tóm vào chân, khẩu súng văng ra. Đạt Bình lao lại để lấy khẩu súng thì bị Thiên An lấy trước một bước, nằm im đó, không tự bắn chết. Đạt Bình cười khẩy, anh ta rút kéo ở cổ mình dí vào cổ Loan uy hiếp Thiên An. Em có biết dùng súng không? Cẩn thận lại bắn trúng Loan đó. Thiên An lo sợ, quả thật là cô không biết dùng súng, lại sợ bắn vào Loan. Cô tìm cách thương lượng. Đạt Bình, anh mau dừng lại đi, anh đừng đi quá xa nữa. Muộn rồi An ạ. À. Chỉ cần anh đầu thú, chúng tôi sẽ xin giảm án cho anh. Muộn rồi, anh sẽ không bao giờ dừng lại bây giờ em bỏ súng xuống đi nếu không anh sẽ giết loan đó anh bị điên rồi loan là vợ anh đó đến lúc này thì vợ cũng không là gì nữa hết bỏ súng xuống không tôi đâm chết cô ta đấy bỏ kéo xuống không tôi bắn chết anh em bắn đi nhưng cẩn thận không loan chết em nhé thiên an có thể bắn nhầm nhưng mà tôi thì không đâu nam phong đi vào nam phong là anh ư nam phong cầm súng trên tay của thiên an và nói anh mau bỏ kéo xuống trước khi tôi nổi giận nam phong sao anh vào được nhà tôi tôi đã theo dõi từ bên ngoài và trèo tường vào đấy thẳng chó đạt bình vẫn ngoan cố anh ta không chịu bỏ kéo xuống nam phong nổ súng bắn vào chân anh ta khuỵu gối xuống loan chạy lại phía chỗ của thiên an nam phong nổ súng thêm một lần nữa viên đạn trúng vào vai lúc này đạt bình mới chịu đầu hàng ngay sau đó đạt bình bị cảnh sát bắt và cảnh sát phong tỏa nhà cán bộ cấp cao để điều tra vụ án nghiêm trọng thiên an và loan thì được đưa đến bệnh viện để kiểm tra vết thương và sức khỏe nam phong cứ nắm lấy tay của thiên an không rời anh bỏ tay em ra đi em muốn đi vệ sinh để anh đưa em đi trời ơi anh sao vậy anh không nghe bác sĩ nói em đã bình phục rồi sao nhưng mà anh không yên tâm em vào đó ngã thì sao em khỏe lại rồi mà thế em khỏe lại từ khi nào sao không nói với anh từ lúc anh hôn trộm em ở trong rừng ấy từ hôm đó sao sao em giấu anh em đã định hôm anh xuống núi ấy quay về thì sẽ cho anh bất ngờ nhưng mà ai ngờ hôm đó anh bị bắt nên em giả vờ để có cơ hội vạch mặt của đạt bình em khỏe lại là anh mừng lắm tất cả là nhờ anh đấy nam phong vì em mà anh phải chịu khổ nhiều rồi ạ không sao đâu Em không cần phải cảm ơn anh Thế bây giờ em đã khỏe Thì anh có cho em cơ hội không ạ? À? Cơ hội gì? Lúc ở trong rừng anh đã nói đấy gì Mà anh đẹp trai lại tốt bụng Em không tìm được ai như anh Mà em phải khỏe lại Thì anh mới cho em cơ hội mà Nam Phong tròn xoe mắt Em nghe được luôn đó hả? Vâng, nhưng mà lúc ấy Em như nửa tỉnh nửa mê ấy Có lúc lại không nhớ được Nhưng có một thứ em nhớ rõ nhất là gì vậy em là nụ cười của anh đấy lúc này hai người ôm nhau lúc này cô mới nhận ra nam phong chính là người đàn ông tuyệt vời nhất người đã ở bên cô lúc cô tuyệt vọng và khó khăn vì cô mà không màng đến tính mạng của mình sau 6 tháng, Đạt Bình lĩnh mức án cao nhất là tử hình, hình ảnh của người chồng quốc dân sụp đổ, công danh sự nghiệp và cả mạng sống của mình anh ta cũng không giữ được. Loan về nhà sống với mẹ và tìm công việc tử tế để làm, trừ cái thói lăng nhăng. Nam Phong và Loan thì đang chuẩn bị kết hôn và sau khi kết hôn, hai người tính sang Mỹ định cư vì gia đình Đạt Bình đều ở bên đó. Theo chồng, Thiên An từ bỏ sự nghiệp ca hát, cô lui về kinh doanh cùng chồng. Ở bên người đàn ông tốt như Nam Phong, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc đến cuối đời và bỏ lại những nỗi đau ở quá khứ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại rồi mà dường như dư âm của nó vẫn còn mãi. Đạt Bình đã phải trả giá cho tội ác của anh ta, mà sao chúng ta vẫn còn dùng mình bởi những điều khủng khiếp anh ta đã làm nhân quả luôn là điều có thực trên đời mà sao vẫn có những kẻ tột cùng độc ác đến như thế thiên an đã tỉnh lại sau những chuỗi ngày cô đơn trên con đường trở về với cuộc sống những gì cô phải chịu đựng quả là vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta bởi thế mà hạnh phúc cô có được mới càng đáng trân trọng biết bao Audio chuyện hay luôn mong cho tất cả chúng ta luôn có được cuộc sống hạnh phúc an bình, không phải trải qua cay đắng, tủi cực như nhân vật của câu chuyện này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.